bị đứt hình vân sao? Bể hình vân. Thế. Bên này chưa thấy view này, thấy có vấn đề rồi này. Để nhìn mấy chỗ chưa thấy view này. Rồi xin chào cả nhà nha. Bên mấy chỗ thì chưa không thấy view luôn. Rồi chị nào thấy Nguyên rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên nha. Hello cả nhà. Nên là Facebook nó bóp tương tác nên chị em mình cứ không giờ nào là chị em mình vô à. Cứ không giờ tầm khoảng 7 rưỡi 8 giờ kém buổi trưa tầm khoảng 10 12 giờ 15 là chị em mình vô là gặp Nguyên sale à. Nhiều chị bảo là mấy bữa nay không thấy phát thông báo. Nhìn ok bên này không thấy được view. Không thấy là bao nhiêu chị đang theo dõi cái like cả. Rồi Nguyên lên nha. Nhìn ok chứ chị em mình ơi. Sẽ dùng hai cái điện thoại. Nguyên lên luôn nàng. Thấy chưa? Nhìn ok chưa? Xuân hồng ngô. Xuân hồng mới gọi cho mày. Ờ. Này, Kiều Phạm Củ Chi này. Bữa nó định post bà chị này rồi. Bực mình dễ sợ luôn ấy. Cái đồng tiền nó to. Em xả nha, xả bom trước nha. Chị này là giống ba chị em có một kiểu mua đồ. Ba chị em có đúng một kiểu mua đồ. Trong khi là hàng em nói này. Hàng em đi á. Hàng em đi á. Thấy. Đó. Ba chị em có một kiểu. Coi đồng tiền của mình to. Còn cái công sức của họ là coi như cỏ như rác luôn ý. Mua trong like em like rõ ràng là áo nam là áo một lớp xong 79 nghìn xong chốt vô đó bảo là chị đặt áo hai lớp mà. Xong không chịu nhận hàng mà cũng không chịu trả tiền ship. Mà trong khi rõ ràng là mình sai bảo là không trả tiền ship. Rồi để khi nào có áo hai lớp thì kẹp đơn chung vô đi bó tay cho Kiều Phạm nhé. Hai ba chị em có một kiểu mua đồ giống nhau là coi đồng tiền của mình rất là to đấy. Cái này lỗi là rõ ràng do chỉ mà cuối cùng Nguyên phải chịu tiền ship đi tiền hoàn về hôm bữa đền pháp lên một thôi. Những cái thể loại người này là thôi không muốn nói nữa này. Cái áo nam rõ ràng Nguyên like rõ ràng là hàng một lớp áo nam nhé, rõ ràng họ hàng một lớp 79 nghìn. Mà bảo là chị đặt hai lớp mà sao gửi một lớp mà trong khi đặt đó đi like. Rồi nha, em lên em xả luôn. Những cái thành phần này là chắc không có lần hai mà đi đâu chắc cũng đi đâu không chả mua được đồ đâu. Em lên chị em mình con nè. Có đấy chị ơi, chị nào thấy Nguyên rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên nhá, nhìn ok chưa nhá. Bên nào nói chung mấy chỗ là không thấy được cái lượt view luôn. Không thấy là chị nào đang coi like luôn. Con đầu tiên nhá, cái này em đang sale 79k. Nam này dành đến 72kg vô tư luôn. Thậm chí 75kg bon trang được áo nam một lớp dùng Nguyên nhá. Lưu ý con này là áo nam một lớp. Cái này em bán tặng luôn cho chị em mình con này luôn. Đang sale 79k nè. Cái này em đi luôn cho chị em mình luôn. 49k. 49k nhé. Lên mã 49 là ok cho chị em mình ơi. Kiều Phạm. Em nói cái đồng tiền của chị rất là to. Nhưng mà chị coi công sức của người ta như là cỏ như là rác luôn. Nha. Lai đi lai về 18kg đổ về lên mã tặng bé hết luôn dùng Nguyên. Tặng hết 25.000 một bộ luôn. 25.000 một bộ luôn. Màu nào cũng được nhé. Size 18kg đổ về 25.000 một bộ size 18 đổ về nhé. Nó giật giật hả sao? Coi có giật không sao? Không. Được mà. Má em vẫn coi được. Má em vẫn coi được. Chúc cho ai chia sẻ nhé. Lên luôn dùng mã tặng bé 25k và size 18 17, 18 đổ về là chút ok. Màu nào cũng được nha chị em mình ơi. Chị đã phát tới 4 bộ. 4 bộ lên mã tặng bé, không chọn màu nhé. Và chốt cho chị nào chia sẻ đó. Kiều Dung Nguyễn cũng chia sẻ, chị Tâm cũng chia sẻ. Em nói là bán tặng chị em 25 nghìn.
Đấy, thì đừng tính đừng không chia sẻ nha, chị lên cho chị nào chia sẻ tới 25k đông. Bỏ tuyết mùa đông luôn đấy, 25k. Cứ chị nào có logo người chia sẻ là ấy thôi, còn chị nào không chia sẻ là bỏ tay luôn. Thiên lý này răng trận, thiên lý này vô tới Quảng Ngãi này, thiên lý này vô tới Quảng Ngãi này, Đơn Hoàng này. Chị nào mà vô mà không chia sẻ là mất quyền lợi nhé chị em mình nhé. Em nói mà không chia sẻ là mất quyền lợi. Một bộ ra bốn cái chip nam, một bộ ra một mét hết bé rồi nha, một mét sáu, một bộ ra một mét sáu có đấy chị ơi. Từ từ chờ em tiếp, bộ này mình một mét sáu nhé em, đây luôn chị em mình. Bộ này với giá là 60. Cái này hơi bị dơ chứ chị em bị giặt, do bọn kiến nó vô trong này nè. Lên mã này là mã ra luôn dùng em. Cái này gồm có hai gối, một bọc nẹp. Em đi luôn chị em mình, con này với giá là 69.000. Nha, nguyên một bộ ra chị em mình. Chị em mình mua 101, 102 không đẹp bằng này. Thế à quen, có cả gối ôm nữa. Có cả gối ôm nữa nhá. Cái này có cả cô Thu bữa nay biết tắt tên luôn đó kìa. Lên luôn dùng nguyên nhá. 69.000 bộ ra, gồm một cái bọc nệm nè, một cái gối ôm nè, và hai cái gối đầu 1.6. Lên mã tặng 69k luôn dùng nguyên nhá. Lên mã tặng 69 là ok, chị nào lấy tặng 69 lên tặng 69. Con này lên mã tặng 19k luôn. 69 cho hướng dương. Nha, con này tặng 19k luôn và size 62 đổ về. 19 và size 62 nhé. Lên mã 19 và size 62. Rồi lên luôn dưỡng mã chip nam. Chip nam này chip tam giác nha. Chiếc tam giác và size này dành cho những anh nam nào 65-68 kg đổ về. Nhà 65-68 kg đổ về. Lên mã chip nam có 4 cái từ em đi chị em mình đã. Và 15.000 một cái nè. 15.000 là một cái nhé. Cái đi này em đi luôn chị em 4 cái. 4 cái. Ừ. 40k luôn. Nha, lên mã 40k là ok. Nam size 2X nhé, mà size nó em cũng hết rồi. Size nó hiện tại cũng hết rồi. Chị em mình xem live chịu khó tương tác lên xíu, vì nó đang bóp tương bóp tác không thấy comment của chị em mình. Đấy, nên là cố gắng mỗi chị em mình đang vô xem live chấm 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 lên luôn dùng nguyên, để đỡ bị ẩn comment nhé chị em mình ơi. Nhá, cố gắng chia sẻ để đỡ bị ẩn comment nhé. Rồi con này luôn, 40k cho Tâm Nguyễn. Con này Nguyễn đang đi chị em mình là 55k. Em xe chị em mình con này 45k. Con này Boris xe 55 đổ về. 40k cho Tâm Nguyễn. Boris xe 55 đổ về là chị em mình chốt ok. Bo rip và size 55 đổ về là chị em mình chốt đẹp cái này. Cái này không phải là hàng bom nhé, cái này là hàng đuổi rồi nè. À, cái này là hàng đuổi nè. Cái này là hàng đuổi nhé. Rồi lên luôn dùng mã loe. Loe luôn dùng nguyên nhé, ưu tiên cho khách chia sẻ nhé. Hai con quần loe size dành cho chị em mình 52 đổ về. Cái này giờ cũng hết sành xanh rồi. 52 đổ về là chị em mình chốt ok. Lên mã loe con này rất là đẹp luôn, 135.000. Cái này em đi luôn chị em mình 125.000 loe. Hàng này chị em mình thấy giờ hết cơ bán rẻ 199.000. 199.000. Không có dòng rẻ nhé. Em đi luôn chị em mình con này với giá là 125.000. Một đen một xanh. Xanh 55 à, xanh 45, một đen và một xanh. Cho Kim Lê. Con này một đen và một xanh. Cho chị Kim Loan. Kim ok Loan. Chị Kim Loan loe này. Một 115 à. Quên rồi, 125. 125 đen, 125 xanh. Quần ring loe nhé chị em mình ơi. Nha, ring loe mà đi chị em mình 125.000. Đây, lên mã loe xanh luôn dùng yên ok. Size 52. Size 52 đổ về ok chị Kim Loan nhé. Size 52 đổ về, chị em mình cố gắng tương tác nha. Tại vì là bị ẩn comment không biết là chị nào đang coi live luôn ấy. Bị bóp tương tác quá. Bị bóp tương tác quá. Đen hết rồi nha, còn xanh nha. Nguyễn Hương còn xanh thôi. Nguyễn Hương không nhận hàng. Nguyễn Hương ở tổ 7 thôn Dương Sơn, Hòa Châu, Hòa Vang. Nguyễn Hương. Gái bạn không chia sẻ nha. Chập lại cái sao? Chập lại cái bộ hãng đó sao? Đây này. Nguyễn Hương, Hòa Châu, Hòa Vang. Hòa Châu, Hòa Vang. Con này lên mã tặng sập luôn dùng em. 19k luôn. Tặng sập 19k luôn. Nè, hôm nay chị em 60-62 vô tư. Tặng sập 19k, chị nào lấy tặng sập 19k lên luôn dùng nguyên nhé. Chụp lại đi ba. Tặng sọc 19k, mua được hai bộ đồ xong. Bùng ý không? Tặng sọc nhá. 19k luôn dùng nguyên, chị nào lấy sọc 19 chốt sọc 19 là ok. Sọc 19 rồi, bộ hãng này đang đi 100
105.000. Sọc 19 cho 105.000. Trung Lê. Hàng này trẻ mình nè. Hàng 470.000 nè. Nha, hàng này 470.000, chia sẻ lên luôn giùm em chị đẹp trai đi đâu ơi. Con này đang giá tác của nó, chắc của nó chắc có tông tàu kim nó mới quế chắc. Tin nha. Thái chéo. Thái chéo nhé. Đấy, toàn theo thôi, size trẻ mình 52 đổ về chị em chút đẹp. Lên luôn dùng con này em đi trẻ mình luôn. Giá lên luôn chị trẻ mình con này bao nhiêu tiền? Sale luôn trẻ mình con này 89k. Hàng này em đang sale là 105.000, sale trẻ mình 89k. Bộ này là 470.000, hàng hãng dùng nguyên này. Đấy, đây đây nguyên bộ, hàng hãng. Đấy. Sale nó đủ ngợp chưa? Xuân Hồng Ngô kìa. Hả? Cái Xuân Hồng Ngô có đang về đây mà. Nó về chốt đó. Xuân Hồng Ngô đây này. Xuân Hồng Ngô sao có đơn hoàng đang, đây kìa. Đang đây bị làm sao? Từ từ để kiểm tra thử. Đây là bao nhiêu đây? Đây là 89 đây. Đấy kìa. 89k. 89 cho Kiều Dung Nguyễn. Cái đơn này làm sao vậy ta? 89 Kiều Dung Nguyễn rồi nha. Quần đen hết rồi, Cẩm Tú Cầu nha. Cái này nhận có 2 cái áo bé. Riêng đen hết rồi, Cẩm Tú Cầu ơi. À, cũng phải nhận 2 áo bé. 2 áo bé đây. Bộ bé đây. Bộ bé đây. Thì là đâu có nhận cái nào đâu. Thì đâu có nhận cái nào đâu. Từ từ cho em xíu. Cho em xíu. Nè, để cái này lại nè. Để cái này lại cho bưu tá nè. Rồi, em tiếp bao này. Vừa mà bộ đồ nhỏ quá em chỉ lấy cái áo bé. Sao tôi mới có máu mà là. Hai áo bé đây. Hai áo bé đây. Cuối cùng là hoàn về hết. Hai cái áo vừa mà bộ đồ nhỏ quá chị lấy hai cái áo bé. Ủa, chứ thấy hoàn hết mà. Có chị Thú Nguyễn chờ em xíu. Toàn đơn hoàn hết. Hoàn toàn đơn. Size 14 đổ về, size 18 đổ về. Mà họ không chịu ăn. Size 14, size 18. Cái này bỏ qua đi. Để cái này đây đi. Còn cái chị này em chả hiểu luôn. Hàng rẻ mình nhớ hàng mà hôm bữa mình kêu là đi bắt nợ không? Vì khách nợ ấy. Đây là hàng này là hàng người ta đã treo lên người ta bán rồi. Nhưng mà là bị nợ Nguyên mà quá là lâu ấy. Nguyên xuống lấy hàng lại. Nên là toàn hàng 145.000. Còn con này nó bị xuống xíu này. Xuống không chịu nhận hàng. Mà trong khi con sale 89.000 cái bộ này. Hàng thường thường Nguyên đem 145.000. Sale 89.000 bảo là chỗ này nó bị xuống không nhận hàng. Mà trong khi con like rất là rõ. Nè, chị em mình nhìn đây. Sale 89.000 rồi. Mùi 145 người ta sale 89. Và sai này chị em mình 50-52 đổ về. Cái xong, còn về. Đã về. Buồn ý không? 79k cái bộ này. Hàng vì là khách đã treo lên bán rồi. Vậy này nó bị xước xíu nè. Xước cái phần in thôi. Nó không có ảnh hưởng luôn. Đấy. 79.000 luôn dùng nguyên nhé. Thì nào lấy bộ 79 comment lên bộ 79k luôn dùng nguyên nhé. Em xem xong cái đống này em lên. Đó rất là nhiều hàng tiêu. Chân váy rất là đẹp luôn. Cho Mai Thí Diệu. Chân váy còn mấy cái chân váy to mà tự nhiên sót là hàng cọc. 30 con toàn xây to mà hôm bữa trong khi lay trẻ mình toàn xây nhỏ. Mà hôm nay còn một cặp 30 con toàn xây to. Mai Thí Diệu nha. Nè, con áo nam này xây bự lắm. Xây bự lắm, con này size đến 80kg luôn. Áo nam đi chị em 69k. Nha, lên mã áo nam 69 là ok. Bộ em đang mang trong người có, xíu này em lên. Từ từ thông thả cho em nhé. Thông thả em lên hết đi. Nha, rồi lên mã này là mã 69k áo nam. Áo polo nam, size 80 luôn ấy. Size 80 luôn. Cái này sao trời. Cái này lộn xộn sang này, bỏ ra đi sao. Bỏ ra. Cái này toàn khách chốt rồi này chị em mình. Cho bác ơi, đúng rồi chị, trăng váy xe to không à. Nhưng mà chị bao nhiêu ký tầm 62 đổ về thôi. Rồi lên mã áo nam xịn xe 62 đổ về. 85k con này luôn. Nhận hàng con này chưa? Chị nào nhận con này về chưa? Rờ sướng tay không? Cho Lê Vy. Con này rờ sướng tay không? Và xe 62 đổ về thôi. Con này là nhận hàng về bao đã luôn. Lên mã L8. L85. Hàng này hàng 470.000. 470.000 là dễ mình biết. Không phải tự dưng người ta lên được cái giá đó đâu. Nha, lên mã 85k. Lên rõ mã 85 nha, tại vì hai mã áo nam một lúc với chị em mình kìa. Con này em đi luôn chị em mình. 35.000 đắt con này thật sự không còn giá sale nữa. Mã nào Vũ Bình An nha. 35.000 đắt. Đắt này size dành cho chị em mình.
57 độ về, nam mang được, nữ mang được 35 k đát nhé chị em mình ơi, 35 k đát. Thì nào lấy đát lên đát luôn dùng nguyên, lên tốc độ à, đúng như là Nguyên nói hôm bữa luôn ấy. Cứ hôm bữa Nguyên like, bữa hôm mà ngày hôm qua Nguyên bảo là chị em mình khách mới chịu khó chốt thêm ráng được hai cái để nhờ Nguyên chốt đơn. Riêng hình như ngày nay gần chục đơn, cứ mua đúng một cái xong đến lúc chốt đơn xả ra. Đây, không nói cũng không biết. Thật là cho Ti Ti. Coi Ti Ti nào bà nghe. Con này size 60 đổ về này, Boris nhá, phone là phone lẫn nhá. 35k nốt luôn. Cứ mua một cái xong out ra đến lúc người ta chốt đơn xả đơn. Buồn ý chị em ơi. Yes. Mà không nói cũng không được. Mà im cũng không được. Con này sale 85k luôn hồi này. Hàng 475.000, chính xác là 475.000 nha. Size này dành cho những anh nam nào 62 độ về. Thị không chia sẻ. Chốt cho ai chia sẻ những cái mã hàng xả này, ưu tiên khách chia sẻ nhé. Lên mã 85k luôn dùng nguyên size 62 độ về. Okay. Nguyên nói là tắt tần tật bán áo nam thì con này là sướng đời nhất luôn. Bán con này sướng đời nhất vì sờ nó đã lắm. Trẻ mình thử mua về đi. Thử Nguyên có nói điêu không nhé. 85 cho nha, lên mã 85k là ok. Chị nào lấy mã 85. Hồi nãy Trang Lê có cái kia rồi nha. Trang Lê có một cái rồi. Gì đấy, cá thể loại trời. Mua hai, một cái quần chip à. Một cái quần chip cho chồng. Một cái quần chip cho chồng. Bôi dít 35 à. Một cái quần chip cho chồng xây 65 đổ về. Liên Nguyễn xây 65. Nhầm. Con này xây đại rồi. Xây 72. Chị nào đang có đơn để chốt con này nhé. Lên mã tặng chip 15k luôn. Hàng này là hàng 65k một con. Chuẩn hàng xuất 65k một con. Lên mã chip 85 cho chip 15k nghe. Luôn. Lên mã chip 15, con này 57 đổ về. Hàng này hàng đi sĩ trên trăm này. Xe trẻ mình con này 49k, xe 57 quần ống bo. Lên mã 49k luôn dùng Nguyên nhé. Xong cái này để em lên trẻ mình hàng Nguyên cọc. Đây, chị nào mua cho mẹ được 2 con. Chip cho đẹp radio. Mua cho mẹ được 2 con. Lên mã trung tuổi luôn dùng Nguyên. Comment mã này mã trung tuổi. Em hết rồi, cái này em không còn con nào luôn trẻ mình. Thắng quá chắc luôn. Này, mã này lên luôn cho mã tặng mẹ luôn dùng nhé. 55k một con, được 2 con, hết hàng rồi. Và giá này thật sự em cũng không còn giá nào để sale. Đúng giá này, chuẩn giá bán tặng này. Không có nhé. Chuẩn giá bán tặng lên mã tặng mẹ là ok. Form này 62 vô tư. Hàng về trẻ mình sẽ so sánh với những cái hàng trẻ mình đi mua cho mẹ 100 rưỡi 160. Quần muốn 9 nha chị. Quần muốn 9 đây. Quần muốn 9 cho Kim Diệu nha. Hãy so sánh với hàng 100 rưỡi 160. Lên mã tặng mẹ là ok. 55k một con nha. Lên mã tặng mẹ là ok. Cho chị Lưu Trà Nang cái trang ARS cái. Trang ARS cả. Rồi nhá. Ui thật lắm hàng chị em mình ơi. Nguyên nói là hôm nào mà nghỉ một buổi trưa là sẽ ra mớ hàng xã. Cứ chốt đơn hết là ra mớ hàng xã. Nè, toàn chốt con cái xong ao ra. Đây chị em mình nhìn cái bộ này nè. Bộ này bộ lửng Thái 89.000 nè. Nhằm 99.000 bộ lửng Thái. Tay 55 đổ về. Bộ này là bộ lửng Thái 99.000 nhá. Em đi luôn chị em mình bộ này 85k lửng Thái luôn. Hết bộ hết gần mẹ rồi hết nha. Nhá. Nè, bộ này lên mã lửng Thái luôn dùng Nguyên. Cưng lắm. Nha, xe trẻ mình con này với giá là 85.000 bộ lửng Thái của nó 85.000 không mua được con áo chắc như thế nè. Đấy, lên mã lửng Thái riêng bán quần Thái trẻ mình tự tin luôn. Lửng Thái luôn dùng Nguyên nhé. 85.000 đi, 85.000 lửng Thái. Hết rồi nha. Lên mã lửng Thái 85 là ok. Rồi lên luôn chung này. Lửng Thái chị Bích Ngọt. Bích Ngọt 85. Con này là hàng xuất size 52 đổ về. Con này muốn hết sẵn xanh hàng vậy em nè. Thiệt, mùa này trẻ mình mua đi tập, mua mặt nhà gì cũng sướng. Hàng xuất 2 lớp này, 39.000. Size S thôi. Size S thôi, 39k. 85 hết rồi nha. 2 lớp như vậy mà nè. Con này 2 lớp, có cả lớp lót nữa. Lên mã quần là ok. Quần thể thao. Nhá, quần thể thao con này đang sale 79.000 size 55. Ai nhận được con áo này rồi? Vì hàng này là hàng Nguyên đang đi là sale 95.000. Bình thường nếu như mua cho chồng là 220.000 vì Nguyên đã mua cho anh Tình như thế. Y như thế này luôn. Y như thế này luôn, 79.000 luôn, size 55 57. Lên mã này 79k size 55 57 chốt lên luôn dùng Nguyên nhé. 79.000. À size 50. Càng 29 cho Liên Nguyễn, 39 cho Liên Nguyễn. Ánh Trang khách mới luôn. Khách mới luôn, Ánh Trang khách mới mua một cái quần, người ta bán trẻ mình trăm mấy nghìn. Trăm mấy nghìn. Ánh Trang hồi nữa ai mới bán cho anh Trang. Điện rồi, cái này là đã điện rồi, xả đơn. Đã gọi rồi, xả đơn chứ không phải là lái đâu. Rồi con này, size này 57-58 độ về. Con này 57-58 độ về, quần sung nhé. 65k con này luôn. 57-58 độ về, không đi đâu mua được giá này luôn. Còn 57-58 độ về. Lên mã sung luôn, dùng em ok nha chị em mình nói. Comment mã sung. Rồi cái này. Đây. Sung 65.000.
Nga Mai Quỳnh lấy thông tin nha. Ai? Nga Mai Quỳnh. Nga Mai Quỳnh. Có thông tin chưa? Chưa. Quỳnh lên thông tin lên thông tin trên live cho em đi chị nhé. Võ Thị Thu. Lên thông tin nhé, toàn bộ khách mới cũ lên thông tin dùng nguyên. Cái chip này là hàng hôm bữa sang sale này. Hôm bữa sang sale này. Một set này 10 cái. Chị em tầm 5-7 đổ về nhé, hàng su. Quần su Võ Thị Thu nha. Hàng su nhé, su ren nhé, phố ren dẻ mừng ơi. Nhưng mà chắc của nó sẽ ngang với hàng dẻ mình mua tầm 15.000 con ấy. Chứ không phải là hàng giống như hàng su lạnh. Tại vì em chạy nhiều dòng su, sợ dẻ mình nhầm nha. Con này ok, nhưng mà chắc của nó sẽ là không xịn bằng là su ren. À quên lọc, không xịn bằng su găng. Không xịn bằng su lạnh như mọi khi Nguyên chạy. Cái này Nguyên một set 10 con. Em đi luôn chị em mình, con này giá 60.000 10 con. Ngang 6.000 một con. Nó rẻ hơn cả cốt tông này chị em mình. Phố ren nhà chỗ này nhá. Lên luôn dùng áo quần su 57 đổ về là chị em chốt đẹp nha. Các màu. Lên mã chip luôn dùng Nguyên là ok nhá. Cái này lên mã chip 60k nha. Ba chốt cái này nha. Cái này em còn được mấy còn được một ít set 60.000 10 con nha. Cái này ba ghi lại đi, 60.000 10 con nhé. Chị nào lấy chip lên chip luôn dùng Nguyên. Đổi cái điện thoại này, đổi một cái điện thoại này nè. 60.000 và 10 con, trẻ mình nghĩ đi là ngang bao nhiêu tiền một con. Trời ơi, 6.000 một con. Chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nhé. Ngang 6.000 một con đó trẻ mình nè. Nhá, chị nào lấy mã chip luôn dùng Nguyên nhé. Lên mã chip 60k luôn dùng Nguyên là ok nhé. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên. Su phối ren rồi, su phối ren rồi, su phối ren nhé. Đấy, lên mã chip là ok nhé. Em đi luôn cho chị em mình là 60.000 hẳn 10 con. Hẳn 10 con nhé chị em mình. Đi nhanh cho nó hết cái đống này đã. Đi nhanh cho nó hết cái đống này rồi lên luôn thì chị em mình hàng mới. Cứ chốt một bộ này chị em mình. Thấy không? Gọi điện xả đơn. Gọi điện xả đơn. Có một bộ sẽ tốn tiền ship. Trời ơi, bộ Thái dùng Nguyên. Bộ Thái nhé, lên mã bộ Thái. Bộ Thái luôn dùng Nguyên, size 57 đổ về chị em chút đẹp. 55-57 đổ về chút đẹp nhé. Lên mã Thái là ok. Chốt mã Thái luôn dùng Nguyên nhé. Em đi chị em bộ này 79k. 79k bộ thun Thái nha. Lên mã Thái 79 là ok. Chị nào lấy Thái 79 chút mã Thái 79 là ok nhé. Thái 79 comment mã Thái 79 nha. Thái 79 rồi, áo nam luôn dùng Nguyên. Con này size nhỏ thôi. Con này size nhỏ thôi. Size này Nali không có nha. Con này size 55 đổ về. Tặng 39, cái này chị em có thể mua về cho con trai lớn cũng được. 55 đổ về, tặng điện áo nam 39.000. Lên mã áo nam 39k luôn dùng Nguyên nhé. À, hồi nãy là ba kêu cái tay gì ba? Cái chi Mai Lê. Mai chị Quỳnh đó, Nguyễn Mai Quỳnh. Tri Hoa cũng không chia sẻ, Thái 79 cho Kim Diệu. Nguyễn Mai Quỳnh lấy thông tin nha. Rồi nhá, nhưng mà có đơn không? Nguyễn Mai Quỳnh có đơn gì? Áo nam chị Lưu Trà Na. Lưu Trà Na. Nè, con này em đang đi chị em 69.000 nè. 69.000, cái này đi về em 49.000 được không? 49.000 nhá. Size này chị em lấy 60 là vô tư. Đang sale 69.000, giờ đi 49.000. Còn là hàng xả hết ấy. Có tên hết rồi đó chị em mình. Nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy hàng mớ chưa? Đây nè, con này cũng không bữa nhiều chị không có. Có con này nè, gói cho chị Lưu Na Trà luôn. Lưu Na Trà luôn. Con này hôm bữa cũng nhiều chị không có này. 57 đổ về, áo nam xịn. Size 57 đổ về nhá. 79.000. 79.000 nhận những con này về chắc sướng đời lắm chị mình. Lên mã áo nam xịn 79k. Nhá, chị nào lấy nam xịn 79 chút nam xịn 79k luôn dùng Nguyên. Nam xịn 79. Nam xịn 79k, con này đang sale 65k. Con này đang sale 65k, sai. Xanh cho chị Kim Lê. Nha, con này nam mang được, nữ mang được mà chắc này, cơ bản là cái chắc nó đã lắm. Nè. Cái này em đi chị em 65.000. 65.000, size 57. Nam xịn hết đó. Nha, con này chốt 57 cho nó ok. Lên mã 65k, vải nó đã lắm vậy mà nó. Sướng cực kỳ luôn. Lên mã áo nam nhá, 65k, size 57 luôn. Size 57 luôn. Nhá, size 57 luôn. Rồi một em chân váy size to. Size đến dưới 60 là chốt ok. Con này là váy mì đai đỏ. Hàng này em đang đi chị em 79.000 con. 65 cho phát nhà. Con này đang đi chị em 79.000 con. Em bán tặng luôn chị em mình con này luôn. À 60k mì đai đỏ nhá. Hàng này chị em sẽ mua không dưới 100.000, 150.000. 101, thường là 101 là đã làm chị em mình mua vải Vitex đã làm 101 rồi. Cái này em đi luôn chị em mình là mì đai đỏ. Mì đai đỏ rồi. Gì? Con này
Mì đây đỏ 60k, size 60. Con này size đang đi trẻ mình 55k đúng không? Mì là váy đó ba. Mì váy đấy. Váy cho Kim Diệu. Con này cũng đang đi trẻ mình 55k, con này đi trẻ em sale nó trẻ em 45k. Nè. Cái này chị Kim Quyên, chị Ngọc Quyên cũng mua nhiều rồi. Phải tầm phải khoảng 5 con đúng không? Đấy, lên mã bi đỏ luôn giùm Nguyên. 45k bi đỏ luôn. Bộ Thái này. Trời ơi, cái bộ này nó cưng này. Cho trẻ mình nhớ cái bộ này hôm bữa. Cái bộ hình này hôm bữa bao nhiêu chị chốt không được nè. Chắc nó mướt mượt mượt luôn. Size 57 đổ về. Cứ mua được bộ size 60, con này 60 vô tư. Không chia sẻ. Con này size 60 vô tư. Lên mã Thái. Khoa pha không có nha. Thái này đi chị anh 79.000 luôn. Nè, theo toàn theo nè. Con này hôm bữa nhiều chị không chốt đi được cái mã này. Hương Dương. Hôm bữa nhiều chị không chốt được con này. Lên mã Thái, con này chị anh 79.000. 79.000. Nha, đây là những thành phần cứ vô mua một cái xong sợ tốn tiền ship. Luna trà. Luna trà. Sợ tốn tiền ship Aura. Rồi, bộ này tiếp luôn dùng nguyên, chị này thì mua quá nhiều. Lên mã này là mã cam. Cam size 60. Nha, 79k lên mã cam. Chị ơi, chị ánh tiếp Lê Thị, chị không chia sẻ những cái mã này em không chốt được nha. Vì hàng này toàn hàng em sale rồi ấy. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Lên mã cam, Thái cam 79k luôn. Thái cam 79, chị nào lấy Thái cam. Bộ này thì đang chốt khách nhiều, khách không đặt được đây nè. 279 cho Diệu Thanh. Nhiều chị chưa có bộ này. Rồi nha, lên luôn này. À, size cho nam 65 đổ về. Comment mã 45k luôn dùng nguyên. Chị nào nhận con áo này. Nha, hàng này là hàng cốt tông thông hơi. Nha, không phải hàng thun lạnh. Cốt tông nhưng mà thông hơi như thế này chị em nè. Phải đã. Lên mã áo nam 45k áo nam luôn dùng nguyên là ok. Chốt mã 45k áo nam. Bra bra này đang đây chị em mình bao nhiêu tiền ta? Trừ cho Hạ Nguyên bra luôn đi. Nam 45 cho Phát Nhà. Rồi lên mã Thái. Ôi. Ôi, từ từ. Cái này chưa. Phải không? Bà Duyên Duyên bà đang hỏi cái bộ này không? Chưa lại thử bà Duyên Duyên bà hỏi thử lời bộ nó thì cho bà Duyên Duyên ấy. Coi Nam 45 hết rồi nha. Rồi lên luôn dưỡng này. Size này chị em, ồ bộ này cưng lắm. Này. Bộ này bộ ngố nhá. Mà quần nó giảm vô tư vì quần này là quần phong ô với chị em mình. Nhưng mà chị em mình ví dụ không thích mang ô thì tầm khoảng 55 đổ về. Khách nhà Nguyên 60kg vặn bon trang được con này. Em đi chị em mình 89k, cưng không? Nhìn cân xỉu chưa? 79k, áo lộ 89k luôn. Vì hàng này em đang đi chị em là 99k này. Nha, lên mã ngố. Cái này xinh cực kỳ. Cái này xinh cực kỳ. Quần gen bao nhiêu chị hỏi hàng rồi. Bao nhiêu chị hỏi hàng quần gen. Xay 55, 57 đổ về. Lên mã quần gen luôn dùng Nguyên nhé. Lên mã quần gen đi trẻ mình con này 39.000 quần gen. 39.000 quần gen. Rồi, hai cái áo nam nè, trẻ mình không, cái này size nhỏ hơn rồi. Áo nam này size 57 đổ về. Lên mã xịn 79k, xịn 79k nhé. Xịn nu 79k. Xịn nu 79k quần đa gì ta? Xịn nu 79. Quần gen hay quần gì đó. Nha, lên mã đúng mã là quần gen 39k. Quần gen lên mã xịn nu luôn dùng Nguyên. 79k xịn nu nhé, chị nào lấy xịn nu. 79k hàng này em đang size 95.000 em không nói deal nè. Đang sale 95.000, hàng thì túi tiết của nó là như thế này. Là hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu nhé, 79k xịn năng. 79k xịn năng. Rồi con này cũng 79k nhưng mà cái này size to hơn. Size 62. Lên mã xịn đen luôn dùng Nguyên. Con màu nu là 57 đổ về và con màu đen này là đến 62kg mang ok. Nha, lên mã xịn. Quần u mì à, từ từ, quần u mì giờ em không lên. 79k con này nốt luôn, chị nào lấy cái này. Nhá. À, đây, mua được bộ này sale 60.000. Sale 60.000, sợ tốn tiền ship. Hàng người ta đi 95.000, người ta sale 60.000 sang được, sợ tốn xịn tiền ship. Xịn đen cho Mai Thế Diệu. Này, buồn ý không? 60k cái bộ này. Lên mã này mã bộ lụa size 60 đổ về chị em mình mang ok. 60 nhá, 60 mang ok, khách nhà Nguyên Thành chiếc 62 cũng mang cho em được cái bộ này. Nha, lên chị em mình bộ nào với giá là 60.000. Chốt mã 60 là ok nhá. Lên mã 60, đây còn một con hàng Redman. Con này hàng Redman. Size to, size 65, 68. Con này size 65, 68, áo nam. Anh Lê. Con này lên mã này là mã áo nam luôn dùng Nguyên. Nha, con này em đi luôn trẻ mà là 65k. 65k, lên ok, Nguyên nói là lên con này trẻ mình. Lụa Anh Lê rồi nha. Lên cái cọc này size to thì trẻ mình tranh thủ mà phát nè. Vì thường thường là váy, nè, sót lại thôi. Thường thường là váy nó chỉ có size đến tầm 57kg thôi. Nam 65 cho đẹp trai Rio. Trời ơi, nó đã luôn là kaki nha. Con này size to, size 60, 62 vô tư. Size XL. Size XL, cái này là hàng nguyên sót lại nè. Chứ làm chuyện còn hàng này. Mà size to không à.
Size to không à? Cái này em đi luôn trẻ mình 89k lên mã L về. Lên mã L về, bên kia còn mấy con ngồi ở trong váy kìa ba. Size to nè. Thống chưa? Size 62 đổ về hôm bữa nhiều chị chờ cái này lắm mà không có hàng. Em sót là anh cọc đi đúng riêng bỏ riêng hàng size to ra riêng luôn ấy. Nè. Size 62 đổ về. Chốt ok, lên mã này là mã LV. 89.000 con này chân váy kaki nhá. Chân váy kaki mà là size to. Đấy hôm bữa bao nhiêu chị chờ size to không có. Sale luôn trẻ mình là 89k, con này hàng trẻ mình mua rẻ nhất là 150.000. 150.000 nhá, kaki size L. Lên mã LV là ok nhá. Size XL nha. 89k chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Đây con. Rồi con này nữa. Con này nữa, con ngắn này cũng size to luôn, size 60 luôn. Xin không? Còn hàng Quảng Châu thôi. Nếu như mà con nào to thì ở trong nó có cả cái quần ngắn thì có cả là quần ở trong. Size 60 đổ về con này luôn. Em sale luôn trẻ mình con ngắn này giá 89.000. Nha có quần 89.000 caro. Em đi nhanh thôi, cái này em không có nhiều nhá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này cũng 89k, cái này size nhỏ. Cái này size nhỏ, size rẻ mà 52 đổ về, lên mã xoài luôn dùng nguyên. Nguyên qua nhanh thôi nha. Viện không còn nhiều, tầm khoảng 30 con, size to. Riêng cái này size S này. 79k nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Đấy chị nào mà không size to thì tranh thủ phát đi chứ. Không size to thì tranh thủ lên nha. Đấy, còn không là em chừa lại. Con này size 57 đổ về. Con này 57 đổ về là chị em chút đẹp. Hàng chuẩn hàng Quảng Châu hết trẻ mình nha. Nè. Cái này riêng con quần đùi không hết gơ nó bán trẻ mình bao nhiêu tiền rồi. Xin không? Cái này 57 đổ về. Lên mã L dùng nguyên là ok nhá. Chân váy dài. Chân váy dài như thế này. Đấy, sale luôn trẻ mình con này giá 89k. Size L nhá. Con này 57 đổ về là chị em chốt ok. 57 đổ về. Nha, đi đâu hết rồi? Những cái này không phát hơi tiếc hay là em bỏ qua. Em bỏ qua hết những con này. Trời ơi. Chắc mà nó miên mang mỹ mãn chắc con này luôn. Con này size to nữa nè. Size 62 đổ về chị em mình mix gì? Mix áo phong, mix áo kiểu mang đi chơi lên mã chấm bi, size to. Mà lưng là lưng thun nữa nè. 65 bon trang được con này luôn. Nha, lên mã bi luôn dùng đi, còn hàng Quảng Châu chị em mình nhé. Hàng này chị em mình mua không dưới 150 160 một con. Nha, lên mã bi size XL. Nguyên bi luôn trẻ mình con này giá 89k, bi size XL nhá. Chị nào lấy bi size XL lên bi size XL luôn dùng đi. Chấm bi cho thấy kinh đạn. Size to, trời ơi, thấy kinh đạn ơi, bon trang đi thấy kinh đạn nè. Cái này có 3 con, một con size XL. Cái này khách 62kg vẫn mang ok nha. Và con này size dưới 60. Hai con dưới 60 và một con 62kg. Kaki dài nhá. Lên mã này là mã gì đó. Mã này là mã nâu đi. Có hai con size L thôi và một con size XL nha. Lên mã này là mã nâu. Đẹp. Phía sau sẽ nhẹ như thế này nè. Toàn hàng Quảng Châu thôi, hàng này em phát lại thôi. Lên nâu luôn dùng nguyên là ok nhá. Nâu nha, em đi luôn trẻ mình là 89k nâu. Chị nào lấy nâu lên nâu. Nâu cho Khánh Ly nhá. Đây nâu nè, nâu size gì? XL. Nâu XL là đây nè. Còn hai size L thôi. Còn hai con nâu size L nhá. 89.000 cho size cho váy dài nha, 85 cho váy dài. Từ từ chị như to, từ từ từng mã một. 89.000. Chị Lưu Bảo Lan là có đơn chưa ta? To không có một màu đâu chị ơi, giờ em còn lẻ tẻ chị nâu giờ. Là... giờ yêu cầu là không có đâu. Giờ yêu cầu không có, chị ở hàng này em lẻ ra rồi em sale thôi. Hàng này giờ lẻ ra là em sale. Hết XL rồi chị ơi. À, bộ em mặc từ từ em lên ngay luôn. Nhưng mà nó, ui trời ơi, con này size to. Lên mã sọt size to. Size 57 nhưng phía sau lưng thun. Quần sọt nhá. Nè, 60 bon trang được. Con này 60 chị em bon trang được. Có một con thôi đi chị em, 79k lên mã sọt luôn dùng nguyên. Sọt nhá, con hàng Quảng Châu xịn sò 79k, quần sọt. Còn lên mã quần là ok nhá. Chị nào lấy quần okay, nha, lên mã quần là ok. Ui, con này đen dài. Đen dài, kaki. Size này 55, 57 đổ về chị em sọt cho Khánh Ly. Đen size L nhá, lên đen size L luôn dùng nguyên là ok, 89.000. Đen size L nha. Hả? 79.000. Đen size L. Đen L nhá, sọt hết rồi nè. Ui trời ơi. Kaki nhá, kaki giặt kaki mềm ấy. Mà lại với dài nữa nè. Làm sao mà mua được con này giá tiền chục như thế này. Sọt Khánh Ly rồi nha. Lên mã L đen 57 đổ về là chị em chốt ok nhá. Sale chị em 89.000. Lên mã L đen nhé. Chiếc 60 mà giờ chị ơi chị ánh tiếp thì không chia sẻ là bỏ qua. Đây nè ba. Chị không chia sẻ là bỏ qua chị ơi. Hàng đó là hàng em sale rồi. Giờ không có cái chiếc mà cho chị Lưu Bảo Lan luôn nè. Lưu Bảo Lan luôn nè. Lưu Bảo Lan cho chị Bích Ngọt luôn nè.
cho chị bất ngọt nha. 89.000 mà không phát thì là mua con gì hả chị em mình? Em nói thiệt luôn ấy, hàng này giờ gọi là hàng hiếm đấy, giờ gọi là hàng hiếm đấy. Còn một con size L đấy, chị nào lấy size L lên size L luôn dùng đi. Trời ơi, ôi giời ơi, đúng một cặp này toàn size to, sướng cái đời chưa nè. Xinh không? L cho trăm lê. Đây còn cá size L. Xinh chưa? Nhìn hàng luôn dùng em này. 60 bon trang được con này. Lên mã reo luôn dùng em là ok nhé. Reo đi chơi đi đồ cắt kiểu mang con này xinh quá. Dài dạ mình. Dài lên mã reo 62 vô tư nhé. Thứ sau đó là lưng thun này nè. Chị mình mua những cái con này không bao giờ. Nâu cho Võ Thị Thu. Từ từ. Màu này màu nâu và màu reo chứ. Đấy. Khoảng chưa ship sao. Reo Võ Thị Thu ok. Màu từ 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 chị Nguyễn Mai Hiên gửi đơn rồi, chị Nguyễn Mai Hiên ơi. Đơn đi rồi. Đơn đi rồi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này có một con. Cái này sọt size S rồi, chị nào không lấy bạn Nguyên lấy luôn nha. 79.000 rồi nha. Cái này size S rồi. Cái này size S lên mà túi S luôn dùng nguyên 79k, cái này bạn nào không lấy bạn Nguyên lấy luôn nha. Rồi lên chung mã này là mã nút S là ok. Chút lên mã nút S nhá. Nút S. Con này một cái size L nữa chị em mình này. Màu nâu này cái size L size 57 đổ về. Nha, em đang đi luôn cho chị em mình là cái này quần sọt. Đây, cái này giống bạn hàng Nguyên mang hôm bữa. Nhưng mà size 57 cái đổ về size L. Ngày hôm qua mới mang. Ngày hôm qua mới mang nhưng mà hôm qua lớn nhất là size. Chị ơi, đi gửi đơn rồi đó chị, người ta chưa ship thôi. Gửi đơn đi rồi đúng không? Gửi đơn đi hết rồi đó. Người ta chưa ship thôi. Con này size 57 đổ về lên mã sọt 57 hôm qua mới mang con này. Sọt L cho là... Dương Tiểu My. Hả? Cái gì? Sọt L. Sọt L quần sọt đây đúng không? Sọt hay sọt. Lên thông tin cho em nha. Các có đơn lên kèm Dương thông tin luôn dùng nguyên nhé. Rồi nhá. 79k. Rồi lên mã kaki size 57. Kaki size 57, chị nào lấy kaki size 57 chốt lên dùng nguyên. Đấy. Kaki 57 ký đổ về, cái này em đi luôn trẻ mà là 89k. Kaki size 57 nhé, chị nào lấy kaki 57 chốt kaki 57 là ok. Còn cái. Cái này cũng từ từ em coi lại cái này size gì đây. Lên mã LV dùng nguyên. Cái này size XL lận nè chị Thúy Trinh Đặng. Cái này bon trang vô tư này, còn cái size L này dưới trên đặng. Kaki là 89.000, dài là 89. Nhá, cái này size 60-62 mang bon trang được này chị Thúy Trinh Đặng. Nha, lên mã LVXL. Cái này phối size đẹp lắm, LV size L còn cái. Rồi nhá, chị nào lấy LV comment LV luôn dùng nguyên là ok. Cái này em còn cái XL cho Thúy Trinh Đặng. Cái này trang váy kiểu, cái này bán lại chị em 49k đi size S rồi. Size nhỏ 49k. Nha, lên mã 49k là ok, còn cái size nhỏ 49k con nè. Được chưa? Em lên chị em mình bộ. Nha, 49k nha, chị nào lấy mã 49 con này lên mã 49. Bộ này không xịn không. Còn tối nay còn không xịn không á. Về còn hết xịn không. Cái này còn cá nhưng mà cũng đang đẹp. Khách bóc ra nhưng mà tự dưng bị dơ một xíu. Bị dơ một xíu thì chị em mình để này về chị em mình giặt được. Con này chị em về giặt được này. Lên mã thái cổ, con này chị em lấy 60 phôm này hơi lửng lửng xíu. Nhưng mà cái này chị em mình thấy không? Hắn bị chấm nhẹ xíu nè, khách đang rất là thích nhưng mà bỏ ra. Thì dơ xíu, cái này em sale luôn chị em 39.000. 39.000 thái xịn nhá. Hơi lửng lửng xíu, 39.000. Nha, 57 chị nào gọn lấy 60 theo toàn theo nhá. 39.000. Lên mã lỗi dùng đi, cũng không lỗi gì, có bị dơ xíu à. Như thế này. Chị em về giặt được. Nha, lên mã 39 là ok. Chị nào lấy mã 39 chứ mã 39k. 39k. Ô, bộ đang mang cũng lộn xộn trong này. Bốc đại mà trúng cái bộ này là phát luôn. Nha, chị nào lấy mã lỗi 39k. 39k, giống không? Hướng Dương. Cái này không giống rồi. Lên mã nách. Cái bộ đang mang chị nào chút chút luôn. Nha, chút luôn bộ đang mang con này 55-57 đổ về. Bộ này là bộ thái 89.000. Cái đang còn được bộ tên này. Bộ này 89.000 nhá. Lên mã 89.000 chữ cam 89 là ok. Chữ cam là 89k nhá. Chị nào lấy chữ cam 89 chút lên chữ cam 89k luôn dùng nguyên là ok. Tối nay có khả thái to nữa chị em ơi nhá. Chữ cam 89k. Chị nào lấy chữ cam. Từ từ cho mấy cái bộ này lên sale luôn cho nó gọn nó xanh. Cái này em có mấy bộ em lên bán tặng luôn chị em mình. Bộ này lụa Hàng Châu đã xong lên bộ đùi xong. Xong lên cam cho Ngân Thư. Cái này em có mấy bộ mà toàn size to, size 60 hết á. Cái này toàn size to, size 60 hết nè. Từ từ, sát vàng trên cây. À quên, cái này áo riêng, quần riêng.
chân váy riêng. Áo là 55 và chân váy là 89k. Chân váy thì là size S thôi, size 52 đổ về. Chân váy size S 52 đổ về. Trong cái hàng hồi nãy 89k em sale ấy. Và chân váy kaki và con này là thun thái 55k. Chữ K em thấy rồi nha. 55k. Bộ này là size 60 đổ về. Size 60 đổ về, bộ này bộ lụa Hàng Châu. Chị em mình mang sẽ không nhăn, không nhào, không rút gì hết. Mang không nhăn, không nhào, không rút nhé. Cái này em đi luôn cho chị em mình luôn. Có mấy bộ thôi. Xem nó chị em mình 59k luôn cho nó gọn thôi. 59k, hàng này em đang đi 79k. Đang đi 79k, có mấy bộ thôi. Nên là cũng không có cái hàng này về. Em lên chị em mình cho nó sạch. Và size 60 vẫn bon trang được, là lụa Hàng Châu. Mang không nhăn, không nhào, không rút, không cắn gì hết. Sale 59.000. Chị nào lấy cái này lên mã bộ 59k là ok nhé chị em mình. Lụa Hàng Châu nhá. Hơi xè xè cái phần line này. Lụa Hàng Châu có màu kem và màu đen. 59k nhé. Có kem và đen và toàn size XL thôi. Size 60 đổ về là chị em cho ok xin không? 59 cho Trang ARS. Trang ARS có chia sẻ đâu? Không chia sẻ. Trang ARS từ đầu giờ không chia sẻ. Trang ARS không chia sẻ. Từ đầu giờ không chia sẻ vì hàng này em cũng bán tặng. 59.000 em không bao giờ nhập ra được. 59k nhưng mà không bao giờ nhập ra được cái này. Chỉ có một kem và màu đen thôi. Đây, cái này chị nào hiện có logo người chia sẻ em chốt là hàng đẹp nhé. Lụa Hàng Châu. Bộ này chắc của nó là lụa Hàng Châu. Thường là lụa Hàng Châu mà không ấy. Hàng mà hàng thường đã là 90.000, 96.000 rồi. Chạy 96.000 thôi. Đấy, em đi luôn chị em mình, bộ này giá 59k. Có màu đen và màu kem. Nha, chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Đen và kem nhé. 59 cho chị anh đi. Có màu đen nữa, chị nào lấy đen lên đen cho em nhé. Những cái này, những chị nào có logo người chia sẻ mới chốt. Còn chị nào không có logo người chia sẻ em bỏ qua nhé. Không có logo người chia sẻ em bỏ qua nha chị em mình thôi. Rồi, tiếp lên mấy cái bộ Thái. Bộ này bộ Thái bán mất tiền. Bộ Thái bán mất tiền. Chị chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Ui, bộ này cưng quá. Size này 35 đổ về. Hello Dung chị Bông. Trăng còn đen không? Còn Dung đen. Trăng 59 kìa. Còn đen. Còn đen. Nè. Hello chị Bông nhá. Bộ này size cho bé nhà mình 35 37 kg đổ về. 35 kg chốt cho nó thông thả. 89.000 cái bộ này. Thái bé nhá. Trời ơi. Bộ này chắc đã lắm. Lên mã Thái bé 89k nhá. Bộ chị nào cho Kim Diệu. Lên mã Thái bé là ok. Đã có giống bộ đang mang ở đây. À này cũng bé. Bé cam. Chân bé phía sau là 89k vậy. Bộ này bé cam luôn dùng nguyên nhé. Lên mã bé cam là ok. Chị nào lấy bé cam lên bé cam 89 là ok nhé. Bé cam. Size này bé nhà mình 35kg vô tư. Mà vải nó đã lắm chị em mình ơi. Chị nào nhận những cái bộ này Thái bé cho Kim Diệu rồi nha. Rồi lên mã Thái bé 1 cam. Lên mã Thái cam đi. Là Thái ok nhé. Thái cam hả? Vàng hãy cho Kim Diệu đó. Rồi còn cam đấy. Chị nào lấy cam lên cam luôn dùng nguyên là ok nhé. Còn cam đấy. Chị nào lấy cam lên cam nha. Rồi tiếp cái bộ này. Bộ này trời ơi. Giống cái bộ bà Duyên Duyên tìm cái bộ này. Mình bắt kêu hết. Bộ Thái vàng 89k đùi nhé chị em mình. Lên mã chữ vàng. Chữ vàng con này size 60 mang vô tư con này luôn. Riêng cái mùa này mà sắm chân váy nhà ông quên. Sắm thun thái nhà nguyên nó đã lắm vậy em mình ơi. Đã cực kỳ nha. Em đi luôn trẻ mình, bộ này giá 89k. Lên luôn cho mã chữ vàng. Hai chị em nãy 60-62 vô tư luôn. Lên mã chữ vàng 89 là ok nhá. Chị nào lấy chữ vàng 89 chữ vàng cho Khánh Ly nhá. Chữ vàng 89. Chị nào lấy chữ vàng, lấy chữ vàng nè. À, cái này áo không à, Kim Diệu hai bộ ok. Cam cho Kim Diệu luôn. Trời ơi, vải nó đã lắm chị em mình ơi. Nhìn nè. Nhìn luôn dùng nguyên nè. Chữ lắm. Vàng hái cho nha. Hái này em còn chưa phân ra về. Mà về thì Thái đời sau này toàn chữ đẹp không này. Nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Nhìn hàng con này nè. Cái này em đi chị em 55k. Xây 60 đổ về lên mã theo xanh. 55 đổ về nhá. Chốt mã theo xanh là ok nha. 55k. Hello chị Sương Thu nè. Hello chị. Lên mã chữ xanh 55k áo. Cái này bộ rồi. Theo xanh. Bộ này. Lên mã quần cho xanh thì Trang. Những cái bộ này cưng lắm. Quần xanh luôn dùng nguyên nhé, 89k. Quần xanh 89 size chị em 60 vô tư. Xanh này. Xanh này. Đây, lên mã quần xanh 89 là ok nhé. Quần xanh 89. Còn mũ. Còn mấy cái mũ đấy, từ từ xíu em lên sau. Nha, lên mã quần xanh 89. Chốt mã quần xanh 89 là ok. Lên này, Thái này thấy bé không ta? Cái này cũng thấy bé rồi. Cái này cũng thấy bé rồi. Lên mã bé luôn dùng nguyên 35kg. Bé hồng 35kg, 89k luôn. Cái bộ này chắc đã lắm chị em mình, nó bóc cho mình. Còn mấy cái mũ to ấy, mũ vành to ấy, còn mấy cái bỏ lên khách chưa có.
mũ vành to thôi. Ừ, vành to chứ vành nhỏ hết sạch rồi. Rồi nha, lên luôn cho mã bé. Con này 35kg độ về. Ôi con này dơ xíu rồi. À không, không phải. Nè không phải, bị bụi. Lên mã Thái bé 89k. Bộ này đã lắm. Chị em mình mua những cái bộ này về nó mang cho nó sướng. Lên mã Thái bé 89k là ok nhé chị em mà nói. Comment lên mã Thái bé. Bộ này xinh. Thái bé 89k. Đã không? Chắc đã lắm. Về chị em mình sợ chắc đã lắm. Rồi nha, chốt lên luôn chung mã này là mã nách hồng. Đã rồi. Cái gì cái mũ mà. Mũ à. Ờ, coi con ngủ không? Ngủ. Đây mấy cái cọc này. Mấy cọc bộ trên này. Ở không? Có, còn mấy cọc cọc hai cọc ấy. Rồi nhá, lên luôn dụng mã này là mã nách 89k. Size dẻ mình 60-62 đây nè. Nách cho chị Hải ăn. Nách chị Hải ăn. Đây nè, mũ em còn mấy con thôi nè. Nhưng mà còn mũ vành to thôi. Cũng mũ vành to thôi, không còn mũ vành nhỏ. Còn khách săn mấy con mua cặp mua nhốt để dành đi đi du lịch các kiểu. Cái này hiện tại em chỉ còn nón vành to thôi, nón vành to thôi nhé. Hiện tại còn nón vành to thôi nè, chị nào lấy nón vành to lên nón vành to luôn dùng nguyên nhé. Em đi luôn chị em mình con này, chị em mình mua bèo nhắc con này 60.000 cho cái mã vành to này. Nách hồng này bao nhiêu? Nách hồng 89. Chị em mình mua bèo nhắc là 60.000 cho cái mũ vành to nè, đi biển nè, đi du lịch các kiểu. Các kiểu con đà điểu. Cái này em đi trẻ mình 35.000 nhá. Chị nào lấy nón lên nón, lên mã nón luôn dùng nguyên nhá. Các màu, cái này chị em không chọn màu nha, không chọn màu. Và chị nào hiện tại đang có đơn chốt, đừng có chốt xong cái này xong mỗi một cái này xong cái ngày mai chốt đơn. Em ơi có một cái bỏ ra chị mất công nhá. Lên mã này là mã nón, nón luôn dùng nguyên. Em đi trẻ mình 35.000 một con. Toàn bộ hiện tại còn nón vành to thôi. 35 nhá, okay. Cái này bây thôi, nón vành to thôi nhá. Giờ hết nón vành nhỏ rồi. Chị nào lấy vành to lên vành to. Các màu và chị em mình không chọn màu dùng nguyên nhé. Lên mã vành to hoặc là mã 35k rẻ không? Chị em mình đã thấy rẻ chưa? Lên mã này. Nhìn mang cái bộ đồ này với lại mang cái nón thì nhìn vui vui nhá. Lên luôn dưỡng mã này 35k. Chị em mình tranh thủ phát nhé. Vì có cái dây này, có cái dây ở trong này nhá. Chốt mã này là mã nón là ok. Chị nào lấy nón luôn dùng nguyên nhé. 35k một con. Đấy, phát nón luôn dùng nguyên nhé. 35k, rồi tiếp. Tiếp, đây còn một bộ nách xanh. Bộ nách xanh này sale chị em 89k. Đấy, chị nào hỏi nón thì chốt nón luôn dùng nguyên nhé. 35k à, không có chị ơi. Không chọn nhá, chị đẹp trai. Đẹp trai Rido không chọn, chị nào chọn màu không chốt. Ok chị Sương Thu. Ai chọn màu không chốt nha, 35.000 chọn màu em không chốt. À, bé thấy hồi chị Kim Diệu nè. Kim Diệu luôn nè. Rồi lên luôn những này. Chị nào chọn màu không chốt nha, vì toàn hàng em sale rồi. Không chọn màu nha. Bộ này lên cho mã nách xanh. Em đi trẻ mình bộ này giá 89.000. Bộ này là thun thái luôn dùng nguyên nhé. Còn rất là ít nhá, kẹp được một ít với bộ thôi nên là không có nhiều nhá. Này trẻ mình tranh thủ phát này. Lên mã này là mã nách xanh 89k là ok nhá. Chốt nách xanh 89. Mỗi thứ em còn bộ à. Nách xanh 89k nhé. Chị nào lấy nách xanh comment nách xanh luôn dùng nguyên. Rồi nách màu nu. Nách màu nu. Cái thu trang ngô còn đơn. Tranh thủ lên lái đi em nha. Lên mã này là nách màu nu 89k. Toàn thun thái thôi. Form này chị em 60 vô tư. Đấy. Lên mã nách nu nhé. Thứ còn bộ là nách nu 89k luôn. Chị nào lấy nách nu. Nách xanh em hết rồi nhé. Nách màu nu chị Phượng Ngô. Chị Phượng Ngô lấy màu nu nha. Lấy màu nu nha. Rồi cái này em còn được hai bộ. Lên mã chữ đen. Bộ này cưng lắm. Bộ này khách nhà nguyên chốt bộ này nhiều lắm. Còn em mã chữ đen là ok. Form này toàn bộ form 60 chị em mình mang ok hết. Nô chị Phượng Ngô. Nô Phượng Ngô. Rồi lên mã chữ đen. Form này chị em lấy 60 mang ok hết luôn dùng nguyên nhé. Lên mã này là mã nu. Chị nào lấy mã này lên mã nách nu là ok nhé. Em lên luôn chị em mình là. Không, em không lên áo khoác chị ơi. Em không lên áo khoác. Không lên áo khoác nhé. Lên mã này là mã nách nu. À quên lộn. Chữ đen. Chữ đen. Chữ đen nhá. Chị nào lấy chữ đen một form này chị em 60 mong vô tư hết. Chữ đen. 89k chữ đen luôn dùng nguyên nha. Đấy, chị nào lấy chữ đen chút chữ đen là được. Comment mã chữ đen là ok nhá. À, cọc này bộ, cọc này áo không này. Cọc này là bộ. Thôi còn bộ không em lên nó thì chị em mình bộ luôn. Còn bộ gì em lên nốt luôn vậy chuyển qua cho chị em mình áo. Áo bộ. Quần ring thì nhiều mà.
đang còn lẻ tẻ rồi, lên mã nách vàng luôn, dùng nguyên là ok. Nách vàng nhé, nách vàng em có một bộ à, 89k nách vàng luôn. Chị nào lấy nách vàng lên nách vàng luôn dùng nguyên nhé. Toàn theo thôi, form này chị em lấy 60-62 vô tư nhé. Nách vàng có một bộ, lên nách vàng nha, nách vàng có một bộ duy nhất. Chị nào lấy nách vàng, xúc nách vàng là ok. Ôi cái chữ C này, chữ C này em đang nói mã chữ C này luôn. Lên nói chị em mình mã chữ nách C. Nách vàng cho Hiền Phan. Chị em mình lên đơn kèm cả thông tin trên like dùng nguyên nha. Cố gắng lên hết thông tin trên like luôn dùng nguyên. Những cái bộ này trời này mang quá sướng vậy mình. Lên chữ C luôn. Ây đây đây bộ Nguyên đang mang đây. Đây đây bộ Nguyên đang mang đây nè. Đây đúng cọc rồi. Đúng hạ Nguyên đang mang rồi nè. Nách vàng hết rồi nha. Bộ Nguyên đang mang đây chị em mình. Phải không ta? À không phải. Cái này tương tự thôi. Cái này tương tự thôi. Cái này tương tự thôi. Đây mã chữ vàng. Chữ vàng chưa chở. Chữ vàng cái này tương tự Nguyên đang mang thôi. Tay của nó là gặp lai này nè. Đây đây, y nhá. Nhưng mà cái chữ của nó là chữ khác thôi. Cái chữ của nó là khác thôi nhá. Để mang đẹp nhất là chị em mình tầm 55-57 độ. Chữ vàng nha. Có hai cái chữ vàng. Đúng vàng, đúng nha, lên mã chữ vàng luôn dùng Nguyên nhá. Đây nè, được hai bộ chữ vàng đó. Cái chữ nó khác thôi. Cái chữ của nó khác này chị em mình nè. Lên mã chữ vàng, tay của nó cũng là tay gặp này. Đấy. Đúng mã nha. Lên luôn dùng Nguyên này 89k nhá. Chữ vàng luôn dùng Nguyên, chưa từ từ chờ em xíu. Lên mã chữ vàng, còn có máy xét thôi, cái này còn muốn làm xét thôi. À, không, cái xét đằng sau là rời. Xét đằng sau là rời. Trăng váy là 89k. Trăng váy là 89k và áo là 55k. Đây, chữ vàng còn một xét. Chị nào lấy chữ vàng, comment chữ vàng luôn dùng Nguyên nhé. Xinh lắm, vải đã. Vải đã luôn. Kiểu này giống như Nguyên đang mang nhé. Để mang đẹp nhé, tầm 55-57 đô thì chị em chốt đẹp. 60 thì chị em mình vẫn bon trang được cái này. Lên mã chữ vàng em còn một xét nhá. Rồi lên mã chữ cam. Chữ cam có một thôi. 89k những cái bộ này, nên là chị em mình tranh thủ phát đẹp rẻ nhá. Lên mã chữ K, toàn hàng Thung Thái nha. Con này em lên chị em mình toàn hàng Thung Thái thôi. Vàng kìa ba, vàng chị Phương Lê kìa. Vàng Phương Lê ngồi. Rồi lên cam luôn, dùng có một. Đen có một. Cam một, đen một, 89k. Đen một, cam một, 89 nhá. Nè chị em mình nhìn hàng luôn nè. Này đã nái như Nguyên đang mang ấy. Phải đã lắm, toàn Thung Thái mà. Giờ chị em mình để ý là giờ toàn người ta like Thung Thái không à. Riêng con áo không á là 89.000 rồi. Đấy, có chỗ người ta đi 105.000. Xé thôi chị không vừa đâu, xé thôi. Rồi lên mã chữ đen luôn, dùng Nguyên con bộ chữ đen. Một bộ chữ đen với giá lên chị em mình là 89k nhá. Chữ đen 89, chữ cam 89. Lên mã nách xanh 89 luôn. Bộ mang còn không? Bộ đang mang hết rồi. Mang hết rồi. Lên mã nách xanh 89k luôn. Form này to hơn này. Riêng cái mã nách này chị em lấy 60-62 vô tư nha. 60-62 vô tư, còn chữ nào là chữ theo hết. Lên mã nách xanh, màu xanh là đẹp. Comment mã này là mã nách xanh, 89k nách xanh nhé. Chị nào lấy nách xanh lên nách xanh luôn dùng như là ok. Nách xanh và chữ hồng đậm hồng nhạt nữa là hết mã chữ. Hồng đậm hồng nhạt nữa là hết 89k nhé. Toàn đi đồng giá bộ Nguyên đang mang hết rồi. Trăng váy vàng nó có một cái, còn có một cái size S thôi chị ơi. Chị lấy một chốt thôi, size S thôi. Rồi lên mã chữ hồng đậm và hồng nhạt, có hai tông màu cho cái mã chữ này nè. Nhá, chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng Nguyên. Chữ hồng đậm và chữ hồng nhạt là hết cái mã đó luôn. Đấy, chị nào chưa có thì lên luôn dùng Nguyên. Còn tiếp. Chữ hồng nhạt cho Ngọc Hà Đạn. Rồi con này thì rất là nhiều chị chờ. Mua Thung Thái nhiều rồi đúng không? Sang con này. Nó còn có cả hai cái đó thôi chị ơi, không còn nữa đâu. Em lên chị em mình con này. Con này đài size nhá, cho dành cho chị em mình từ 40 đến 60 2 kg có size. Mà đẹp nhất là 60 kg đổ về. Quần đùi U12. Mùa này mang con này sướng quá. Nguyên nói là riêng cái tủ đồ nhà Nguyên không dưới 10 con quần U12. Không dưới 10 con quần U12 nha chị em mà nói. Nhìn hàng dùng Nguyên này. Nha. Toàn bộ cái này chị em mình sẽ không chọn cạp, nó có đài size từ M đến 2XL. Chị em mình từ 40 đến 60 đi cho nó thông thả. Nha, mua áo Thung Thái nhà Nguyên nhiều rồi thì mặc mấy con này. Đấy, cái này chị em mình mix đơn giản mix bộ mang nhà thôi. Mix bộ mang nhà. Em đây luôn chị em mình con này giá là 55, nó rất là nhiều kiểu cạp. Chị em mình mua bao nhiêu con thì em bỏ chị em mình mấy cái kiểu bản đai này khác nhau. Nha, đài size
đài size nhá. Em đi luôn chị em mình con này với giá lên chị em mình là 55k. Mùa này nên mang con này cho nó sướng. Mua áo thun thái chắc đã rồi này. Mua con này mic vô nhá. Đi chị em mình 55k một con. Em phải là trên chục con này rồi này. Giờ mà xếp tủ đồ toàn là màu đen của con quần Umi Hằng. Mang con này là phối được tỷ tỷ con áo luôn ấy. Đấy, lên luôn này, bộ em đang mang hết rồi nhá. Những cái quần này là phối được tỷ tỷ con áo luôn. Đi chị em mình là 55k, nó có nhiều bản cặp lắm. Chị em mình lấy mấy con thì em sẽ bóc cho chị em mình mấy bản cặp khác nhau. Lên mã 55k kèm luôn dùng số ký là ok nhá. Mùa này vô mùa mà không sắc, săn con này tiếc lắm nha. Chị ơi, chị cứ lên cho em mã này là mã 55 kèm số ký là ok nhá. 55 kèm số ký, kèm số ký nha. Nha, chốt lên mã 55 kèm số ký luôn dùng nguyên. Đấy, con quần này là mang sướng nhất. Đấy, chị Xuân Thu bao nhiêu con rồi cũng chốt. Chị Xuân Thu em thấy cái mã này cũng mua nhiều nè. Cả ngố cả đùi mua con này nhiều nè. Cho chị nào lấy cái này lên 55k. Nó nhiều bản cạp lắm. Cái này rất là nhiều bản cạp và chuẩn cho chị em mình. Nguyên chạy cho chị em mình là U10 hàng nhé. Là chạy U10 hàng, không phải chạy U10 lê, U10 pha nha. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn chung mã này là mã 55k kèm luôn dùng cái số tí là ok nhé chị em mình. 55k chốt lên kèm số ok. Rồi con này, con này đây chị em mình 57 đổ về. Lên mã 55k kèm số ký là ok nhé. Tương tác lên xíu chị em mình ơi. Chốt mã 55k kèm số ký. Rồi tiếp. Con này. Nhìn xịn sò nhưng mà 55 đổ về thôi, nguyên còn mỗi CL. Là hàng Quảng Châu nhé. Nha, là hàng Quảng Châu chị em mình nhìn nè. Ok chị nào lấy, bạn sướng lắm. Tại vì nguyên cũng nhiều lắm. Soạn ra là toàn quần mì hàng thôi. Soạn ra trong cái tủ đồ là toàn mì hàng thôi. Lên luôn dưỡng mã này. Size này 55 đổ về chị em chốt đẹp cũng còn mỗi CL. Hàng Quảng Châu luôn. Bác tặng mỗi chuyện cái nhé. Cái này cũng có số lượng nhiều nhiều xíu. Còn CL thôi. Còn CL. Cái này số lượng nhiều nhiều xíu và một size duy nhất thôi. Em đi luôn cho chị em mình con nè. Comment mã này là mã quần, à, mã váy dùng nguyên nhé. Ok, thoải mái quá rồi nha. Chốt lên mã này là mã váy. 55 đổ về là chị em mình lấy đẹp con này. Em sale luôn cho chị em mình con này luôn nha. Bán tặng luôn cho chị em mình con này với giá là 65.000. Cái này là một lụa rồi bác. À đúng rồi. Chưa bao giờ có cái giá này luôn. Sót lại một cọc và một size nha. Sale luôn chị em mình con này giá lên 55.000. Ơi lộ 65.000 một con. Hàng Quảng Châu hết chị em mình nhìn nè. Cái này nguyên có một cái quần đùi giống như thế này. Phải cho anh ta. Đẹp lắm. 55.000, size này 55, à quên lộn. 65.000, lẹo, 55kg đổ về. 65.000. Đúng không? Nha. Được cho chị nào lấy cái này, em còn được mấy con và sale nó chị em mình là 65.000. Hàng này chị em mình đi mua. Được á chị ơi, được. Được. Áo thun từ từ chờ em xíu. Nguyên kéo tên chị. Từ. Chị chưa bộ đồ như Nguyên. Là sao rồi? Váy đấy chị ơi, váy áo thun từ từ chạy em cũng cho chị Huyền Phan, cho chị Huyền Phan, toàn hàng Quảng Châu thôi. Áo từ từ chờ em xíu, ngày nào cũng có lên áo hết. Riêng áo thun thì nhà nguyên áo thun áo khoác thì quá là nhiều rồi. Nha, 55k. Cái gì? Huyền Phan là 55k mà. À 55k thì không phải. 55k hồi nãy giờ à cái quần ấy, cái quần ok. Nha, chị nào lấy váy, nguyên nói bỏ qua con này tiếc thôi. Hàng này mua rẻ bèo nhất cũng là 180.000 nữa chị em mình nhìn hàng luôn dùng đây nè. Còn hàng Quảng Châu. Cho Mai Thí Diệu. Nha, con này hàng Quảng Châu, chuẩn hàng Quảng Châu CL. Ngát CL, hai túi trước, xinh lắm. Đấy còn được mấy cái em lên nó luôn chị em mình mã này lấy giá 65.000 và size 55 đổ về, chị nào gọn lên 57 cho CL. 55 và gọn là lên 57 cho CL nhá. Đấy, chị nào lấy chút luôn để mình lên xem mấy cái con áo đằng sau này. Mấy đằng sau này để này. Còn được mấy con. Bỏ lên trước nót luôn. Trời ơi. Cái này là thái nha. Thái xịn luôn ấy. Toàn theo ấy nè. Cái này em đi chị em mình 55k hàng con. 55k hàng con nhé. Thớ còn cái thôi, lên mã chữ xanh 55k. Cho nó gọn mấy cái áo này trước. 55k chữ xanh. Size này chị em 57 đổ về chị em chốt đẹp toàn thun thái thôi. Nè chữ theo nè. Lên mã này là mã chữ xanh màu này hiếm gặp. Chữ xanh 55 nè, cưng chưa? Con này 60 đổ về chị em cho ok. Lên mã hình 55k những con này nhé chị em. Chữ xanh cho Trần Nguyễn. Đã lắm. Cái này mà không xanh được thì tiếc. Nha, lên mã này là mã hình vàng. 55.000 hình vàng. Toàn cọc này là Thái mới về hết á. Còn Thái mới về hết á. Rồi nha.
Con này là hàng 60 rồi. Tài. Con này hàng to này, hàng 60 rồi. Con này thái to rồi. Cọc này lên luôn, kệ mình 55k đi. Đây mã theo vàng. Vàng thái cơ nha. Comment mã theo vàng, bỏ cái này xuống cho mình, sợ bỏ cái áo lên trên cái bàn cho nó dễ sao. Tiểu xanh em hết rồi. Nguyên nói là cọc thái mới về nằm up lên là khách hỏi. Có một cái chân bán này khách chi chứ. Cái nó bỏ qua riêng bên đi. Bỏ qua riêng bên đi. Rồi nha. Bỏ lên đây cho nó dễ lên. Rồi lên mã theo vàng nhé, theo vàng luôn dùng nguyên. Cái này thứ có một cái cá thôi. Phôm này phôm 60 nhé. Theo vàng phôm 60. Đi trẻ mình 55k theo vàng. Mỗi mã có một cái thôi nè. Theo vàng nha, chị nào lấy theo vàng lên theo vàng. Theo vàng nhé. Cái màu này vàng vàng biết nha. Rồi lên mã viền vàng luôn dùng nguyên. 55k một con nha. Bỏ qua những con này phí lắm. Bộ Nguyên đang mang hết rồi nhé. Hết bộ đang mang rồi. Chị trăm lê nè. 55k chị trăm lê nè. Rồi lên trong mã này là mã phối vàng phôm 60 toàn thun thái nha. Mà đờ đi trẻ mà 55k sướng đờ luôn. Đấy, chốt lên trong mã này là mã phối vàng. Comment mã phối vàng lên luôn dùm em nhé, có một cái. Nha, chốt lên mã phối vàng là ok. Nha, chị nào lấy phối vàng rút cái gối đó sợ. Cái gối này cái sợ. Cái chê. Phối vàng nha. Đấy, chị nào lấy phối vàng chốt phối vàng. Luôn. Phối vàng có một cái. Vàng rồi nha, lên luôn trong mã chữ. Chắc đã luôn. Con này phôm lửng nhá, phôm này trẻ mà 57, gọn 60. Lên mã lửng vàng đi, thái, còn thái. Mua tầm 5 con, 7 con này để dành mà mang. Mua thêm một con quần mì hàng nữa. Là quá ok rồi. Lên mã lửng là ok nhá. Chị nào lấy lửng vàng, lên lửng vàng. Lửng vàng 55k nha chị ơi. 55k em lên đồng giá hết. Còn thái to thì là sẽ là 60k. Còn những con này là 55k thái vừa. Thái mà phôm to phủ mông giấu quần là em đi luôn chị em mình là 60. Còn cái này toàn bộ là lên chị em mình. Quần tay từ từ. Giờ không có quần tay đâu chị ơi. Cho chị lửng vàng chị Phan Hạnh. Rồi lên theo vàng luôn. Theo vàng luôn dừng nguyên. Con này phôm 60 hết chị em mình chữ theo toàn theo nha. 55k theo vàng còn cả. Ai lấy theo vàng chút theo vàng nhất nguyên nha chị em mình nha. Rồi màu trắng này. Màu trắng luôn dừng nguyên. Rồi lên mã này mã gấu. Đây, được hai con nhé. Chữ này nó tương tự với trẻ mà nữa. Theo vàng cho Linh Trần. Đây mã hình trắng đi. Hai cái hình này nó na ná giống nhau nhé. Toàn bộ là theo hết. Được hai cái này phun lửng. Đây mã lửng trắng dùng nguyên. Comment lên mã này là mã lửng trắng dùng nguyên là ok nhé. Có một cái. Lửng trắng. Lửng trắng, chốt lửng trắng nha. Comment mã lửng trắng. Phôm này 57, chị nào gọn lấy 60. Lên mã này là mã viền trắng. Ôi cái này cưng quá nè. Xin ông. Mà đi 55k thôi nha. Đi 55k thôi. Lửng trắng cho Phan Hạnh. Nè. Xin ông. Lên mã phối hồng. Comment mã phối hồng luôn dùng nguyên 55 có một cái. Phôi này 57 đổ về. Nha. Lên mã phối hồng có một. Chị nào lấy phối hồng chút mã phối hồng luôn dùng nguyên. Rồi lên mã theo đen. Hình này hình trắng còn. Hình trắng còn. Chị nào lấy hình trắng lên hình trắng. Viền trắng này ba. Viền trắng thì Trần Nguyễn nè. Viền trắng cho Trần Nguyễn. Trần Nguyễn ok, Trần Nguyễn. Cưng không? Phải nè. Quay cận luôn chị em mình coi hàng. Hàng này rẻ không? Chị em mình mua 89 thì là rẻ không á. Hàng sao chị em 55k phôm lửng. Lên mã hình trắng. Hình trắng phôm lửng nhá. Đấy chị nào lấy hình trắng phôm lửng. Hình trắng cho thầy ca. Lên hình trắng phôm lửng luôn dùm đi. Con này thấy to rồi. Con này thấy to rồi. Thấy 60 rồi. Những con đó là thấy 60 rồi. Cái thì sang rồi nha. Trời ơi. Con này lên mã hình vàng của ta. Hình vàng này của ta quá nè. Con này chị em 60 con trang được nhé. Lên mã hình vàng có hai cái. Hình vàng có hai cái, màu đậm hơn xíu và màu nhạt hơn xíu. Có hai cái hình vàng. Từ từ. Có độ co giãn hết đấy. Chị mua đây chị Phương Phạm ơi. Tại vì cái này Thung Thái bán nhiều quá rồi. Hàng này toàn bộ là hàng em cọc trước hết ấy. Cọc rất là lâu mới có hàng ấy. Những con này toàn hàng cọc rất là lâu mới có hàng. Hình vàng đó. Ừ. Cho chị Linh Trần có hai con. Cọc rất là lâu mới có hàng. Thì không hàng này giờ người ta toàn chạy là 89k hết. Hình vàng chị Mimi Nguyễn luôn hết hình vàng. Rồi lên mã hình xanh có một con. Nha hình xanh. Về với thun thì dễ mà mang quanh năm luôn. Quanh năm suốt tháng luôn. Nhà em chạy áo thun rất là nhiều.
khách nhà Nguyên không có mua một con hai con, có lần mua cả chục bộ, cũng có thể là mua chục bộ một lần vì giá này là vừa. Hình xanh có một cái này, chị nào lấy hình xanh lên hình xanh luôn dùng Nguyên nhé, lên hình xanh luôn dùng Nguyên. Rồi hình đen có hai, hình đen có hai toàn thả hết. 55k, 55k hết hình vàng rồi, chị hết hình vàng rồi. Rồi lên luôn chung mã này là mã hình đen luôn dùng Nguyên nhé. Chị nào lấy đen lên đen, form này chị em 60 bông trang được nha, còn thông thả nhé, chị em tầm 55, 57 đổ về chị em chúc đẹp nhá. Lên luôn chung mã này là mã hình đen, có hai con hình đen nhé, đen cho Mimi Nguyễn, có hai hình đen. Rồi lên mã hình trắng là ok, mỗi thứ em có mấy cá thôi à nha. Lên mã trắng, hình xanh em hết rồi chị Ngân Thư ơi. Hình đen luôn, sợ kìa, hình đen cho chị Phan Hạnh luôn, Phan Hạnh, Phan Hạnh. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này là mã hình trắng, chốt mã hình trắng cưng ngon. Lên hình trắng luôn dùng Nguyên nhé, có hai con hình trắng em đi luôn cho chị em mình là 55k. Hình trắng có hai nhé, hết hình đen rồi, hình trắng dùng Nguyên nhé, có hai con hình trắng. Chị nào lấy hình trắng lên hình trắng, hình màu cam, hình trắng cho Trang Lê, hình cam này, hình trắng cho Hà Tài. Rồi nhá, lên mã hình cam đậm và cam đất, có hai con mã hình cam đậm và cam đất nhé, có hai con, 55k một con cho chị em mình đó. Màu cam đậm và màu cam đất 55k, đây là cam đậm hơn. Phải đã đó, mua đi, mua đi chị em mình đó nhá. Khách nhà Nguyên bằng cả chục con đó. Hình đen hết rồi nha. Còn màu hình cam đậm và cam đất này, cam nhạt nhạt. Cam đấy cho Thùy Trang. Cam lên đỏ, có hai cam đó nha. Có hai màu cam đấy. Hình cam cho màu Thùy đậm Trang. Màu này màu nhạt này, màu đậm màu nhạt này, lên rõ màu cho em nhé. Rồi lên mã này là mã theo trắng hết. Không biết cam mua hết đúng không? Comment như thế nào có biết cam mua đâu đúng không? Thùy Trang hình cam đó. Hai cái đều là hình cam hết. Hiểu không? Cái này cam đậm nè, cái này là cam nhạt bà em đang mang hết rồi nhé. Cam cho Thùy Trang kìa. Rồi, còn màu cam đất. Màu cam đất. Đây là Nana giống cái màu em đang mang. Đây màu cam đất luôn rồi. Ok, cam đất này. Từ từ. Ai? Trung Thủy. Từ, coi lại chị nào hơn. Đợt vừa rồi chị ấy gì nói chốt đơn sao? Cam đất cho. Xả đơn, xả đơn hay sao? Con này lên mã lỗi dùng em nhé. Comment mã này mã lỗi tại vì là okay. cái chữ này nó hơi bị nhem xíu nè. Tặng 29k luôn, cái này vì chị em xử lấy được nhá. Phong 60. Lên mã tặng 29, cái này phong 60 nhé. Chị nào lấy lỗi, chút lỗi luôn dùng em. Phong nào phong 60 như vậy mà nói nha, con lỗ nó là phong 60, chị nào lấy lỗ lên lỗ luôn dùng Nguyên là ok nhé. Con nói toàn bộ là phong 60kg hết á nha. Rồi cái cọc này cu tan lỗ 29 nhờ, lỗ 29k thôi. Ma Thí Diệu, trời ơi, lên mã mặt cười luôn dùng Nguyên. Phong này là phong lửng tay phối nè, xinh không? 57kg độ về cu ta chưa, con này cu ta chưa. Lên mã mặt cười luôn dùng Nguyên nhé, còn em mã cười vàng, còn em mã cười vàng là ok nha, xinh này. 57 độ về toàn là thun thái hết đấy nha. Lên mã cười vàng, có hai con cười vàng nha. Chị nào lấy cười vàng lên cười vàng, cười xanh có một, cười xanh 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 nhạt, lên mã cười xanh luôn dùng là ok, xanh lắm đây này nè. Rồi lên luôn chung mã này nè, còn cười này, cười cho Tàng Nguyễn, cười nhá. Lên mã cười xanh 57 độ về chị em chốt đẹp cu tao quá nha, 55.000. Rồi lên mã cười hồng, chốt mã cười hồng luôn dùng em là ok. Túi này túi thiệt luôn nha, cái túi này là túi thiệt luôn ấy nè, xinh không? Lên mã cười hồng luôn, cái này 57 độ về, lớn bé chị em mang cũng được con này hết đó, tụi rất là dễ mang. À, cười vàng hết rồi không? Cười vàng đây nè, cười vàng có chị nào? Trần Nguyễn có chưa? Trần Nguyễn cười vàng có rồi. Trần Nguyễn còn một bộ này, bộ em đang mang hết rồi. Cười xanh cho Hồng Phụng, xanh hồng cho Hồng Phụng, cười xanh cho Trâm Lê, xanh Trâm Lê à, hồng Hồng Phụng rồi, còn hồng này. À, còn một xanh ngọc, bộ em mang lên rồi. À, phong này phong lửng, phong 57 độ về phong lửng chưa? Mẹ nó phong lửng rồi mà, cái này 57 độ về thôi. Lên mã xanh có rồi, hồng rồi nha. Comment mã này là à, cho Hồng Phụng luôn rồi, ok này. Rồi lên trắng luôn dùng Nguyên, còn một cái cười vàng đó, cái này không có dài hơn nha, không có dài hơn cho bà xã mấy cái cọc này. Lên bán tặng bộ này 60k luôn này. Rồi nhá, tiếp luôn dùng Nguyên con này. Comment mã này là mã cười trắng, chốt mã cười trắng luôn dùng Nguyên là ok nhá. Form này chị em mình 57 độ về là form này form lửng nha. Lên chị em mình bộ này với giá là à, con này với giá là 55k cười trắng. Trắng cho Hồng Phụng. Còn hai con trắng, một con hồng và một con vàng. Trắng cho Trần Nguyễn. Còn một con trắng, một con hồng, một con vàng. Chị nào lấy cái này. Cái này tối nó bị còn trắng không? Còn trắng.
con này túi nó bị tụt xíu nha, riêng con này túi nó bị tụt xíu, chị em về đạp dùng nguyên xíu nhé. Cái này em sale luôn, chị em đang 55k đúng không, em đi luôn chị em mình mã này 40k đi, 40k chị em mình về đạp một xíu, mình sale chứ 40k chị nào nhà mai nhà mình có mấy mai á, còn lại đi đạp sơ lại dùng cái này 40k nhé. Lên mã này là mã cười 40 là ok, còn một con cười hồng nữa, lên mã cười 40 nha chị em mà nó cười trắng hết rồi đúng không, cười trắng hết rồi nha, lên mã 40k là ok, chị nào lấy con đó lên luôn dùng đi nhá. Rồi con này lên còn một con cười hồng nữa thôi, 55k, còn một em cười hồng 55, chị nào lấy cười hồng 55 chút lên luôn dùng đi nhá, còn một con thôi 55k chút lên luôn dùng mã cười hồng 55 nha. Áo trắng phía sau, áo trắng phía sau là 55k chị Hải Anh, hồi nãy mới lên sao nói nãy mới lên rồi đấy, con này còn được mấy bộ lên chị em nó 60k này, đẩy gọn hết luôn chị em mình 60k nhá. Lên mã này là mã 60 luôn dùng đi. Bộ này hàng em đang đi 95.000 đó. Xe 95.000. Hứng lên mình xe 60.000 lên xe 60.000 nốt. Size này chị em lấy 60 vô tư. Con này chị em 60 vô tư nhé. Cười hồng cho Lương Hạnh nha. Bộ này bộ lụa nhé. Xe 60.000. Rẻ hơn bộ thun thường nữa chị em ạ. Rẻ hơn bộ thun thường nữa đó. Lên mã này là mã neo dùng nguyên nhé. Bộ này là bộ lụa xe 60 nha. Lên mã này là mã bộ 60 là ok, có 3 bộ, lên mã số 3 là ok. Còn được 3 bộ, đẩy nó luôn cho nó gọn kho nhá. Đấy, ai lấy cái này lên mã bộ à 4 bộ. 4 bộ với giá lên chị em là 60k một bộ, rẻ chưa? Từ từ. À từ từ. Chân váy em lên rồi. Chân váy là em lên rồi. Tại vì có ít có mấy chục con, 20-30 con chứ mấy mà hàng còn toàn size bự ấy. Còn toàn size bự ấy. Rồi ok, chị nào lấy mã này lên mã neo 60 luôn dùng đi. Rồi, có 3 bộ này màu hồng nha. Sale nó 60k luôn. Chốt mã hồng 60 là ok. Comment lên chốt mã này là mã hồng 60 luôn dùng nguyên nhé. Cho bà xã cái bao này là bao hàng xã nè. Bỏ lên luôn. Bỏ lên luôn cho nó gọn con. Những cái gì lẻ xã lẻ lên tin nó lên luôn. Rồi lên không? Đấy đấy, cả nguyên. Thấy không? Đâu. Nó thì xã ra rồi. Nó thì xã ra rồi. Ai? Bỏ lên đi xã. Lên mã bộ hồng 60k luôn, có 3, có 4 bộ. Bộ hồng 60 nhá. Được cho chị nào lấy bộ hồng 60 chút lên luôn dùng cái form này chị em 60 vô tư. Mà làm sao không đi nhập được ra được giá này nè. Toàn đi nhập vô là 80 mấy. Xíu nữa. 80 mấy nghìn một bộ rồi. Thấy Thúy Võ này đang coi like này. Chốt hàng cái mớ rồi xong cái gọi trái máy không nghe máy. Nhắn tin vào đã lần giờ vô xem live nhiều chị hai thiệt cả hiểu luôn. Hồng 60 cho TT khác. Cái này con này mới vừa lên xong, con này xe to này. Thế? Từ từ, TT nào. TT khác, bộ nó TT khác. TT khác. Hồng cho chị trăm lê luôn. Hồng cho trăm lê luôn. Hồng dục. Đây đây, hồng cho trăm lê luôn. Rồi, con này 55k phong to. Con này chuẩn mì hàng, mì tàu luôn chị em mình luôn. 55k con này nhé. Lên mã quần con này chị em mình 60 vô tư. Lên mã quần 55 là ok. Quần 55 nhé. Chị nào lấy quần 55, xuất mã quần 55 luôn dùng nguyên con này. Ủa mày thấy cho con Suri nha. Ui con này 55 cho Nguyễn con này. Hết rồi chị ơi. Bộ em đang mang hết rồi. Quần 55 cho Nguyễn nha. Rồi lên luôn dùng mã này là mã chữ. Con này em đang xe chị dạy mà là 69.000. Đi nói chị em mình con này giá 55k luôn. Lên mã chữ trắng 55k là ok nhá. Lên mã chữ trắng. Bộ em đang mang hết sành sanh rồi chị ơi. Chữ trắng 55k, bộ này bộ lụa Hàng Châu. Và hàng này là hàng hả? Hàng 255.000 mà xây bự nữa nè. Xây bự nữa nè. Cái này trung trung tuổi xíu, trên 40 tuổi là chị em mình mang con này rất là đẹp. Chữ trắng cho trăm lê nhá. Con này trên 40 tuổi là chị em mình mang những cái bộ này rất là đẹp. Size 2L, size chị em đến 60 nhá. Thấy chữ trắng rồi khoan hàng nha. Lên mã hãng luôn dùng nguyên. Hàng 255.000, cái này em đi chị em 79.000, sỉ nhà Nguyên không có giá này nha. Sỉ nhà Nguyên em đang không bỏ giá này nha. Chữ trắng hết rồi. Lên hãng luôn dùng Nguyên là ok nhá. Lên mã hãng, sale nắp cho chị em mình bộ này giá 79.000, sỉ không có giá này. Nha, bộ hàng hãng luôn dùng Nguyên nhá. Size 60, 62, tốt 60 cho nó thông thả. Hãng đỏ luôn dùng, lụa Hàng Châu thì mang không nhăn, không nhào, không rút. Lên mã này là mã hãng xanh luôn. Chúc mã này mã hãng xanh luôn. Nhắn tin mà ok là đi rồi bên và hình nha. Lên mã này là mã hãng xanh 79k luôn. Trời ơi, không bằng bộ hàng chợ ấy, chị em. Nói thiệt là nó đang không bằng một bộ hàng chợ ấy. 255.000 bộ này. Nha, lên mã hãng xanh. Chúc mã hãng xanh. Đỏ cho Thu Lê nha, comment mã hãng xanh là ok.
size 60 nha, size 2XL đó. Nè, trời ơi, 79k lụa Hàng Châu, không nhăn, không nhào, không rút. Đấy, chị nào lấy mã này thì lên cho em nhé, comment lên mã hãng là ok. Chân váy hồi nãy còn cái chân váy này size to này chị còn tụng này, size 57 này. Con chân váy hồi nãy đi 89k đang còn cơ này, chị lấy một chút này. Chị lấy cái này thì lên luôn dưỡng mã váy 89k này. Hàng này là hàng váy tàu hết đấy, hàng toàn hàng Quảng Châu không á. Lên mã váy chị ok thì lên mã váy luôn dùng nguyên nhá. Em sale lên chị em mình là 89k. Rồi tiếp lên lên cho chị em 89k. Váy cho ông cũng váy chị to đấy. Rồi tiếp lên cho chị em mình mã này. Ôi cưng, lại phun lửng rồi. Sao cặp này toàn phun lửng sao? Đằng trước coi có cái cặp nào to, phun to. Phun này phun lửng à. Áo là bên này, áo là bên này. Rồi lên mã viền luôn dùng nguyên. Xin này, hôm nay 60 chị em vẫn mang được. Cô tay chưa? Cô tay chỉ cái này toàn mà mai phối viền hết chứ không phải là in nha chị em mình. Hả? Cái này là phong bự rồi. Thôi bỏ lên mà sao? Hàng 60. Không mà phong nào phong phủ mông với quần. Nó khác chứ. Nè, lên mã phối. Đi chị em mình con này giá 55k. Size này chị em 60 bông trang được, nhưng mà là phong nào phong lẫn có vừa này nè. Cái bông phủ mông phong dài này đó nha. Lên luôn cho mã này là mã chữ màu cam, chữ màu cam hoặc là viền cam luôn dùng là ok nhé. Lên mã viền cam là ok. Cái vàng sau luôn đi à, cái vàng sau luôn đi ok. À, 89k chị Hồng Phụng. Ok chị Hồng Phụng. Ok Hồng Phụng. Rồi lên viền luôn dùng nguyên là ok nhé. Chị nào lấy viền cam lên viền cam luôn dùng nguyên. Nguyên đi luôn chị em mình cái này 55k. Mua riêng thung thái là 6 năm con 7 con để dành mà mang. Mang quanh năm luôn chị em mình à. Lên mã viền xanh. Riêng mà đã lên thung thái này là 6 năm con 7 con để dành mà mang nhá. Đấy. Rồi lên viền xanh luôn dùng nguyên là ok. Nha, viền xanh có 2 con viền xanh. Nguyên lên luôn cho chị em mình là 55.000. Rẻ cực. Nha, viền xanh luôn dùng nguyên. Viền xanh, viền cam 55k hàng con nhé. Chị nào lấy viền lên viền là ok. Có từ. Ờ, viền đen hả chị? Không có viền đen rồi. Viền xanh cho Kim Chi Nguyễn. Không Kim có viền viết liền. Kim Chi viết liền. Đi rõ luôn chứ không lại lộn. 55k. Rồi còn một viền xanh. Rồi viền vàng lên luôn dùng nguyên. Lên mã viền vàng à, toàn thái. Chị em mình mua rẻ rẻ này người ta bán chị em mình 90, chỗ nào rẻ người ta bán chị em mình 120. Phong này chị em 60 vẫn mang ok, toàn thun thái. Lên mã này mã viền vàng nhá. 55k viền vàng, viền xanh còn con. Rồi viền trắng. Viền xanh cho Hương Viên. Hương Viên à. Chị Hương Viên chốt không xả đơn nữa nha. Em nói trước chứ không mua cái xả thì mất công lắm. Không. Rồi lên luôn những mã viền vàng. Chốt ok, chốt chuẩn cho em nhé. Nha, chốt ok, chốt chuẩn. Còn không em chốt cho khách khác chị nghe. Chứ không chốt đến lúc xả ra em xả mệt lắm. Rồi lên mã viền trắng là ok nha. 55k chị ơi. 55k. Bộ đùi em còn chưa lên hết. Còn like ra rất thôi. Ui trời, mà nó cưng. Mà nó cưng chưa. Cái này chị em mít cái gì không được. Đi chơi đơn giản chị em mít con quần quần sọc riêng cũng đẹp rồi nha. Rồi lên mã này là mã viền trắng. Viền trắng nó phối màu rất là đẹp luôn. 55k viền trắng. Chị nào lấy viền trắng lên viền trắng luôn dùng nguyên. Viền ca toàn màu đẹp thôi. Viền hồng mà. Viền hồng hết rồi. Rồi lên viền cam luôn dùng nguyên. Trắng hồng, chắc là trắng hồng đấy. Rồi nha, lên luôn dùng mã viền ca. Lên mã viền ca luôn dùng nguyên. Vải đã lắm. Và toàn này là nó may phối vải hết này. May phối vải hết ấy. Hết viền hồng rồi chị Hà Tà. Rồi lên mã viền cam luôn dùng nguyên là ok. Thấy viền trắng rồi. Trắng rồi. Cam luôn dùng nguyên này. Chị nào lấy cam lên cam luôn dùng nguyên là ok. Rồi màu xanh nhạt, còn màu đẹp nhé. Lên mã xanh nhạt là ok nhé. Chị nào lấy xanh nhạt lên xanh nhạt. Viền cam cho Nguyễn Thủy. Xanh nhạt luôn dùng nguyên. Xinh này. Mấy cái áo thun này xinh đẹp. Vải nó đã lắm. Cam cho chị Hà Tài này. Cam chị Hà Tài luôn này. Cam cho Hà Tài. Rồi lên xanh nhạt luôn dùng nguyên 55k con. Xanh nhạt 55k, chị nào lấy xanh nhạt lên xanh nhạt. Nguyễn Thủy nào đây ta? Còn cam đắt cam nhạt này nè. Còn cam nhạt này thôi chị Nguyễn Thủy này chị lấy chốt này. Rồi. Thế. Nguyễn Thủy có rồi à? Cái Hà Tài có chưa? Cái viền cam à, cái hai cái. Viền cam đây.
Nguyễn Thị có chưa? Thị đây. Rồi Hà Tài ghi đi. Ừ. Mà... xanh nhạt cho chị Nguyễn Hữu Ngọc Kiều. Rồi còn vàng và màu cam đất thôi. Vàng và màu cam đất thôi là hết cái mã này. Nhá, còn bộ đấy em đang sao? Em đây đang sale như vậy mà luôn. Nha. Rồi ôi. Sale 55k hàng con. Chị nào lấy cái này lên mã viền ca. Cam đất này. Cam đất và màu vàng nữa là hết nhá. 55k phát mấy con. Để dành mà mang. Đấy, còn được hai vàng, hai cam đất nữa là hết cái mã này. Chị nào lấy cái này lên cho mã viền luôn dường như là ok tới toàn. Toàn mã mới không á? Toàn mã áo mới không á? Xanh nhạt là hết rồi chị ơi. Xanh nhạt là hết rồi nhá. Rồi tiếp, ê cái mã này hôm bữa chị nào chưa có. Cái mã này là mã nơ bò nơ. Cái này hôm qua mới vừa mang xong. Cái này chị em phối quần nâng cao lên tới 60 độ vậy. Cái này mà phần chỗ nào mà chị nào mà trên này hơi tròn tròn xíu lên con này đẹp lắm. Thôi cái phần trên này hơi mất lúc xíu. Em lên chị em mình con này giá 55k lên mã nơ. Nơ ca. Nơ cam chị em mình mix quần lưng cao. Mix chân váy đều đẹp hết. Nó nơ nó cột này. Lên mã này là mã nơ cam luôn dùng nguyên nhé. Size này chị em lấy 60 vô tư. Nha, lên mã nơ cam. Em đi luôn chị em mình con này với giá là 55k nơ cam lên luôn dùng nguyên. Con này xinh lắm. Chốt mã nơ cam luôn dùng nguyên nhé. 55k nơ cam. Từ từ. Có chiếu điều hòa, có chiếu điều hòa có lên trang cá nhân ấy. Có lên trang cá nhân đấy, hàng nhà em đóng cho khách đi nhiều lắm rồi. Trên trang cá nhân em có đủ màu ấy. Vô trang cá nhân chị em mình chốt cho nó ok. Trên trang cá nhân Nguyên cũng chốt, có chốt mà trên bếp Nguyên cũng có ấp mẫu luôn chị em mình. Chị em mình vô đó chị em mình chốt cho nó khỏe. Rồi nhá, chị nào lấy cái mã đó thì lên luôn dùng. Đây còn tập không thấy vừa. Đây mã sọc là ok. Sọc là ok. Có chiếu điều hòa rồi nha. Chiếu điều hòa em đóng đi gần hết rồi đấy chứ. Rồi lên mã sọc luôn dùng nguyên con này đi chị em 55k. Form này 55 độ về form nhỏ thôi. Con này form nhỏ thôi nhá. Lên mã sọc là ok toàn cái này là theo hết này. Sọc 55 đơn giản dễ mang lắm chị em mình ơi. Lên mã này là mã sọc vàng 55k sọc kèm màu đi chị em mình ơi. Sọc xanh nhạt luôn dùng nguyên. 55k sọc xanh nhạt. Phải thì bao phê nhá. Sọc này là xanh nhạt. Chị nào lấy sọc xanh nhạt chút sọc xanh nhạt luôn dùng nguyên. 55k xanh nhạt. Có cái bộ gì à ta? À, đây này, bộ trước có cái bộ mango á, bộ dài tay á, hằng trước còn bộ hoa hoa đen, còn mấy bộ bỏ lên xe cho khách luôn, cho nó gọn. Xanh nhạc cho chị Hà Tài. Xanh nhạc chị Hà Tài. Form này 55 đổ về thôi chị nhé. Riêng cái này là form vừa nhá. Xanh nhạc chị Hà Tài, bỏ qua đây cho sao. Đây còn có hằng chục bộ này bỏ lên xe luôn cho nó gọn. Hà Tài. Rồi nhá, lên mã này là mã sọc. Ôi con này dơ xíu rồi. Con này dơ xíu rồi. Đây mã sọc vàng con này em đi chị em 39.000 đi. 35.000 đi. Nhá, đây nè, bị xíu chỗ này, bị xíu chỗ này lên mã 35. Xanh nhạt hết nhé. Con này bị dơ xíu chị em mình lên mã 35 là ok. Đấy, phát hiện được là sale chị em mình hết. 35.000, chị nào lấy mã này lên mã sọc 35. Sọc là sọc vàng 35 là phôm bị hàng bị dơ nhá. Để ý luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn chung mã này là mã sọc hồng. Sọc hồng 55 cho Bích Hạnh Nguyễn. Sọc hồng 55 theo hết nè chị em này. Toàn bộ cái này là theo hết. 55k luôn dùng nguyên sọc hồng. Form này 55 đổ về chị em mình chốt đẹp nhé. 55k hồng. Chị nào lấy hồng 55 chốt hồng 55 là ok chị em mình ơi. 35 hết rồi. 55k nhá. Và sọc trắng 35 hết rồi nha. Sọc trắng, sọc hồng, sọc vàng nữa thôi là hết cái mã sọc này nè. 55k một em nhé. Chị nào lấy mã sọc lên sọc luôn dùng nguyên. Sọc hồng cho sọc trắng này. Sọc hồng này. Còn sọc trắng, sọc vàng và sọc cam như thế này nè. 55k hồng con nhá. Hồng cho chị Nguyễn Hữu Ngọc Kiều kìa ba. Nguyễn Hữu Ngọc Kiều luôn. Nguyễn Hữu Ngọc Kiều này. Rồi lên mã sọc, sọc trắng cho Bích Ngọt. Sọc trắng gì Bích Ngọt này. Rồi ok còn 3 màu này thôi là hết mã sọc này. Mỗi con màu, mỗi màu con thôi. Nguyên có hồng này, vàng này và cam, 3 con thôi. Nha chị nào lấy sọc lên sọc. Tiếp cái sọc này em bán tặng gì em mà nát luôn. Bộ này bộ lụa mango, hàng dài nhá. Còn sọc trên á. Còn sọc vàng. Hồng với lại cam. Hồng với cho Hà Trương lên thông tin đây nha. Vàng này cho chị Hải, trắng này cho chị Hải Anh. Áo trắng này cho chị Hải Anh. Hải Anh luôn. Hà Trương cho sọc hồng. Ok chị Hà Hải Trương. Anh luôn. Sọc hồng đây. Sọc hồng đây. Rồi còn một vàng một cam nữa là hết. Hà Trương. Vàng một cam nữa là hết. Chị nào có đơn chịu khó lên cả thông tin trên like cho em nhé. Rồi lên luôn những này. Cái này em có từng này bộ thôi nè. Chưa tới 10 bộ. Bộ này bộ hàng Sam.
áo ngắn tay nhá. À, trắng hết rồi Diễm Nguyễn ơi, hết trắng rồi rồi nha. Cái này thì là áo, cái này trung trung tuổi xíu chị em mang đẹp, bộ nào bộ lụa mango nha, áo cọc tay và quần dài, size này chị em lấy 60, xinh chưa, bộ lụa nhá, size đấy 60 là chị em mình mang ok nha. Toàn bộ hàng may chằng may đè ra, may rất là kỹ, em có chục bộ thôi. Cái này em đi chị em 89k, rẻ chưa, bộ lụa mango mà 89.000, áo ngắn tay và quần dài nha, size thì chị em lấy 60 vô tư, hàng may chằng may đè rất là kỹ. Đây sọc vàng, còn cái sọc cam nữa là hết nè. Lên mã này là mã bộ 89k, mang những cái bộ này thì là sẽ không nhăn, không nhào, không rút gì hết. Bên trần rẻ hay chị em ơi, bên trần lên thông tin nha, còn một khách có đơn lên cả thông tin trên like luôn, nhiều nguyên nhé. 5 âu lộn 89k và size này chị em lấy 60 mang ok luôn nha. Lên mã này là mã bộ lụa 89k, rẻ quá thể. Đây chị nào lấy bộ lụa lên lụa luôn dùng, chị Hà Trương lên cả địa chỉ trên like luôn dùng nguyên nhá. Toàn bộ khách có đơn lên cả số điện thoại, cả địa chỉ trên like luôn dùng nguyên. Chị nào lấy bộ lụa lên luôn dùng nguyên nhá. Bộ lụa luôn dùng nguyên nha. Bộ lụa phom này phom 60 đẹp lắm. Hàng này là mang không nhăn, không nhào, không rút gì hết ấy. Mà em đi luôn chị em mình bao nhiêu tiền? 89k. Có 89.000 một bộ. Rẻ chưa? Cái này gọi là rẻ quá thể, rẻ luôn này. Đấy, chốt lên luôn chung mã bộ này. 89k nha. Siêu rẻ luôn, có được từng này bộ đúng là vì tương tác kém luôn á. Chuẩn là giá này giá bán tặng luôn. Bình thường lên cái này đi sỉ không được giá 89.000. Thực sự là bình thường đi sỉ không ra giá 89.000 à. Và giá này là đúng bán chuẩn, lấy bán tặng, lấy tương tác thôi. Đấy, chị nào lấy bộ lụa lên bộ lụa luôn dùng nguyên á. Form. Form này chị em mình nè, từ từ. Đinh trần là phát ngàn rồi ok. Chị nào lấy bộ lụa nó chốt bộ lụa luôn dùng nguyên là ok nhá. Comment lên mã bộ lụa. Chốt mã bộ lụa. Còn mấy cái set này em lên bỏ lên mã tặng. Cái set này em còn được máy set bỏ lên bán tặng. Có bộ lửng chị ơi, có bộ lửng nha. Em còn máy set này em bỏ lên bán tặng luôn chị em, okay, luôn cho nó gọn. Set này em đang đi hàng 115.000, còn sót mấy cái em đẩy lên luôn cho nó gọn kho đi nha. 115.000. Size này chị em mình 55-57 đổ về, 55 cái đổ về chị em chốt đẹp. Lên mã set cam, đang đi luôn chị em mình. Cái này là 115.000. Lên mã set cam nhé. Quần của nó là quần lụa và áo của nó là áo đuổi sức này. Chị em mình thích thì mang bẹt vai, không thích thì mang bình thường này nha. Cái này em xem nó luôn chị em mình, đang xem 115.000, em xem nó luôn chị em mình, gọn kho cái này luôn. Lên luôn những mã này là mã 89k một set luôn nha. Toàn bộ là hàng đẹp không á, quần của nó là quần lụa nhé. Lên form quần, cái này em sale này. Riêng cái áo này không, áo kiểu này không, chị em mình không mua, giá 89k rồi này. Lên luôn chung mã set 89 là ok nhé. Set cam 89 em còn được máy set này, 89k chị em mình nhớ set nào không? À, cái này còn hình mẫu mà ta, hay còn hình mẫu để up lên này. Sale tiếp quá nhá. Còn cái này còn size nhỏ nè, còn cái này còn set này size nhỏ nè, sale 89k luôn ok chị nè, xinh chưa. Lên luôn dụng mã set này 89k luôn, nhưng mà size S thôi, size S thôi nhá, size 50 đổ về chị em mình chốt đẹp. Lên mã set nu 89 phía quá, cô bác chia sẻ lên luôn dùng nguyên set nu 89 để chia sẻ phát nữa. Bộ cam là vừa, bộ cam là vừa, nhưng mà a à, lụa lụa được, cái bộ nó hàng hàng nhận okay free size mà. Bộ đó hàng free size được hết. Rồi chờ em xem chia sẻ phát nữa chị em mình ơi. View mới có 9 giờ mà view quá. Mới có 9 giờ nhưng mà view quá là ít chị em mình ơi. Chờ nguyên siêu một siêu nhé. Chờ nguyên siêu một siêu nhé. Chuyên sẽ ăn phát nữa đi chị em mình ơi. Lấy động lực đi chị em mình ơi, view cao một xíu nữa lấy động lực mà lên chứ. Ba chia sẻ em phát lên nhóm đi ba, lên hội nè. Sách cam rồi đúng không? Chia sẻ em phát nữa lên cho chồng lên trên hội chứ đừng chứ quá. Chứ ít quá khó lên hả? Rồi, tiếp lên cho chị em mình cọc nè. Mấy view à? Có 50 mấy view á. Rồi lên tiếp luôn dùng con này, form to này. Con này là form to, form 60 luôn, theo toàn theo nhé. Con này là theo toàn bộ nhé.
em lên luôn chị mình, con này với giá lên luôn chị mình là 55k. Con này là toàn bộ là theo hết nè, mà form to. Form này chị mình 60 vô tư nhá. Lên luôn dùm em con này với giá là 55k. Chốt lên trong mã theo xanh 55, có còn cọc áo theo 55k dùm nguyên nha. Nè, phải chưa? 55k lên mã theo xanh là ok. Có cái hàng găng nó xíu bỏ vô bán tặng 29k. Bán lá tương tác. Lên theo xanh theo luôn xanh cái thịt à. Con này form 60 hết nhá. Theo hết như vậy mà nè. Nha, toàn bộ cái này là theo hết nhá. Lên mã này là mã theo hồng. Có một cái theo hồng. Ui, cái này sao lại dán cái dây kia. Cái này dính keo xíu rồi. Cái này bỏ ra ba. Bỏ riêng con này ra ba. Nè, mình dán theo cái này rồi. Rồi lên mã theo vàng luôn dụng là ok. Con này form 60 như vậy mà nữa, 55k một con. Nè, xinh xẻo như thế này luôn ấy. Nha, chốt lên luôn dụng mã này là mã theo vàng size 60, 55k. Lên mã theo cam. Con này thái to hết rồi đó chị em ạ. Pha thái là thái size 60 hết này. Toàn bộ theo nổi cụm lên hết như thế này nè. Mà đi chị em 55k một con. Lên mã theo vàng, theo cam. Form này 60 hết nhá. Đơn giản, mình kéo thun thì chị em rất là dễ mà. Nha, lên luôn dụng mã này là mã theo cam. Theo cam 55k. Theo xanh em hết rồi. Theo xanh hết rồi nhá, còn theo vàng và theo cam. Áo xanh sau lưng. Áo xanh sau lưng con này phun to chưa? Con này phun rất là to, phun này phủ mông dấu quần và size 62 đổ về chút ok. Nha, lên mã này mã theo vàng, theo đen. Mỗi thứ em còn cái thôi. Theo hồng. Theo hồng luôn dùng đi. Đổi cái điện thoại đi qua, có cái tia bót bỏ lên đây chờ sẵn. Chút cái này. Cái này rồi. Mà chưa lên được không? Rồi lên mã theo hồng luôn dùng nguyên là ok. Chị nào lấy theo hồng lên theo hồng luôn dùng nguyên nhé. Em lên được trẻ mình là 55k. Theo hồng theo đen. Ui cái màu trắng này. Thế. Thế. Em rất là làm sẵn. Em làm thì mà thôi. Một bộ lũi theo chị trần 10. Một bộ lũi chị trần 10. Bộ lũi chị trần 10. Vàng chị mai vàng. Rồi lên mã theo đen theo trắng 55k luôn dùng nha chị em ạ. Xinh chưa? Nha, lên mã theo đen và theo trắng. Em lên rồi chưa? Theo đen, theo trắng. Nguyên lên là từ 7:30 đây em đã lên rồi. Ok chị Thùy Trang. Rồi lên mã theo trắng là ok, 55k nha chị em ạ. Rồi. Cái màu trắng cái chữ xanh trên cái này trắng. Đẹp chưa? Theo hết nhá. Lên mã theo trắng là ok. 55k theo trắng luôn, có hai con theo trắng. Chị nào lấy theo trắng, lên theo trắng dùng nguyên là ok nhé. Theo trắng nha. Theo trắng, theo trắng chị Hương Viên cho chị Phan Huỳnh mới lấy. Hương Viên Phan Huỳnh rồi lên theo cam. Lên theo cam luôn dùng nguyên là ok nhé. Còn theo cam, theo hồng nhá, còn hai màu thôi. Theo trắng em hết rồi. Theo cam, theo hồng nhá, bỏ riêng. Theo cam, theo hồng nhá. Theo trắng em hết rồi. Hết theo trắng, theo cam và theo hồng là hết. Form to, form thì chị em 60 vô tư. Phải đã lắm. Nên là chị em mình tranh thủ cái nào phát thôi. Lên mã này là mã theo cam và theo hồng nữa thôi. Nha, còn hai tông màu cho cái mã theo. Chị nào lấy theo lên theo luôn dùng là ok. Mà riêng cái màu hồng, màu cam này chị em mang cái quần đen nó cũng đẹp. Nha, lên mã theo cam và theo hồng 55k một em. Mã này chia tay nè. Mã này lại cung te nữa rồi này. Cái này là lửng hết nha. Toàn bộ cái cặp này là lửng. Chứ nó bao nhiêu view ba? Con này là 6 mấy view. Đó thì không lên view được. Đều trán hết rồi nha. Sao kéo cái sọt này lại giùm sao này. Bỏ lên bán mất cái cặp này. Kéo cái sọt nó này. Con này phun lửng nhá. Nó không phải là crop top lên đây đâu. Nó vừa phải, nó nói chung là không phải là form phủ mông thôi. Chứ còn không phải ngắn quá. Nha, lên mã xanh luôn dùng nguyên là ok. Form này chị em đến 60 mang được. Rồi nha. Rộng đó chị Kim lên, hàng nó hàng form to. Hàng nó hàng form rộng phủ mông dấu quần. Lên luôn cho mã này mã lửng xanh. Lửng chứ không phải là crop top. Chị em mà để ý nha. Xanh chị Giang đòn.
xanh chị giang đòn, giang đòn, giang đòn, giang đòn. Rồi lên mã cam lẫn à, lẫn hồng, lẫn hồng có ha. Chị lấy cái gì chị Đinh, à, chị Đinh Trăng ơi, Trăng là phát nhà đúng không? Lấy cái mẫu nào chị? Nè, lên mã này mã lẫn hồng luôn, dùng nguyên form này chị em 60 mang ok hết. Vải nó sướng, riêng thun thái này chắc mướt mượt mượt luôn. Lên mã này mã lửng hồng luôn, dùng nguyên là ok, có hai con lửng hồng màu đất. Lên mã lửng màu đất, lửng này màu đất nhá, màu 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 cam đất, màu cam nhạt nhạt. Lên màu cam đất luôn, dùng nguyên nhé, 55k một con đấy, sướng đời chưa. Lên mã cam đất là ok, và còn màu đen nữa là hết. Màu em đang mở em like màu đen, nó đang like màu đen cho chị phát nhàn, ok này, phát nhàn. Rồi còn màu đen đấy, chị nào lấy màu đen, màu này mẫu này đẹp này, cho chị phát nhàn màu đen. Cam đất lẫn cho chị Phạm Đông, phát nhàn mà nó Phạm Đông. Rồi lên đen luôn, dùng là ok nhé, lẫn đen cho chị à, Phan Hạnh luôn, Phan Hạnh luôn. Rồi ai chưa có đen lên đen dùng nguyên, màu đen, màu hồng, màu cam đất nữa là hết, không có đỏ chị ơi, không có đỏ. Có cái màu cam này hơi đậm hơi xíu thì lấy chốt này, chứ không có đỏ nhé. Màu đen luôn dùng nguyên này, chị nào lấy đen lên đen luôn dùng nguyên nhé. Có cái màu cam đậm này, màu cam đất này, và màu hồng, từng nửa tông màu. Và nguyên lên luôn cho dễ mình là 55k nhé, 55k hàng con thôi, dễ mình tranh thủ sắp. Mà này sướng, riêng Phương Thái không chạy cho em. Phương Thái phải phải gọi là nói gì, giống như là giành giật ấy, cọc, lo cọc tiền trước, lo cọc tiền trước mới có hàng. Bộ sắc nách đùi có, bộ sắc nách đùi đang còn được mấy bộ chỗ lần này. Đang đi bỏ đó như ngày. Đây còn được mấy bộ sắc nách đùi đây nè. Đây nè, lấy thì lấy luôn nè. Còn có mấy bộ thôi, em lấy nát luôn nè. Đây là bộ nách cam, còn thun thái 89k. Bộ này là bộ thái 89k nhé. Lên luôn dưỡng này. Chốt luôn cho mã này là mã nách cam. Đây này chị ơi, phone này phone 60-62, hơi bị thấp rồi. Hơi bị thấp, không không. Hơi ái cái cai xuống cho đằng sạch lại cái này được. Không có đủ màu đâu, còn có mấy bộ thôi, sắp được mấy bộ thôi. Xuống xin rồi sao? Xuống xin rồi, ok, ok. Đây này, màu cam này, đó chị Hồng Phụng ấy. Cho chị xem màu da phía sau, đây phông to, con này hàng 60. Con này hàng 60, hàng nào phủ mông giấu quần luôn. Con này hàng phủ mông giấu quần, chị lấy một chốt thôi, theo hết nhé. Con này theo hết, chị lấy thì chốt. Con này thì em đi trẻ mình 60k. 60k nhé, chị lấy chốt. Đây, em coi còn nách gì em để này. Nách vàng, có chị của chị có nách gì đây. Bộ nội y có đó chị ơi. Còn, nè xã, nách cam này, nách vàng này, à, nách gì nè, nách hồng này, cam vàng hồng. Từng đó thôi, bộ nội y cho em xíu. Cam vàng hồng thôi sẵn này, cho chị Hồng Phụng luôn. Rồi còn một bộ nách xanh này. Cái này giống giống bộ nguyên mang này chị em, cọc đó luôn à. Rồi ok, bỏ cọc đó luôn. Nách cam Nikki, ok Nikki. Đây vô, bỏ chị Hồng Phụng cái set cọc nó luôn, bỏ chị Hồng Phụng cọc nó luôn. Rồi cái này em bỏ lên bán tặng luôn vậy. Phủ mông là 60k chị ơi, hàng phủ mông giấu quần là 60k hết. Áo nam tối nay em không lên, phôm giấu quần đó chị, phôm to lắm, con nó phôm to lắm. Con này em bán thằng sale luôn chị, em 39.000 luôn. Con này chắc của nó là mì hàng nhé, nhưng mà phôm nhỏ, phôm 60 đổ về nha. Lên mã này là mã 39k luôn dùng đi. Cái cọc này là hàng xả với hàng ấy, tấm hết lại đây nè. Đấy, mà chưa lên hết, chưa xả hết. Cọc này toàn hàng xả thôi. Còn là thái 779 nha. Phủ mông, con phủ mông là 60k. Để từ, chị em mình thích phủ mông thì móc chị em mình cọc để chị em mình phôm thôi. Có một cặp với chị em mình biết không? 39 là cái gì áo này? 39 là đó. Ừ. 39 là cái quần ngố hay sao? Và để lên bàn vậy? 39 nha Thu Tâm Lê. À, còn một cái nách đen này bỏ cho chị Hồng Phụng luôn. Nách đen thì sẽ bỏ chị Hồng Phụng luôn. Đây nè, phông, phông to, phông phủ mông giấu quần này nè. Hắn toàn màu đẹp thôi á. Ngày nay mới khui. Quần 39, quần 39 em hết rồi. Ngày nay mới khui.
Còn là màu đẹp thôi. Thủ mông giáo quần là chị em mình mix với quần ngố. Cassette ngố đẹp lắm, 60k này. Đẹp lắm luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã xanh ngọc luôn, dùng những con này em đi chị em 60k xanh ngọc. Quần 39 em hết rồi chị ơi. Nha, những con này thì em đi chị em 60k. Phải nó đã lắm, chị em mình so sánh chị em mình mua những cái con này rơi vào tầm 101, 102 á. Ra những cái con áo nè, chắc đẹp như thế nè. Từ từ. À, từ 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 từ. Sau lưng em một một áo phủ mông trên sau lưng em chắc hả? Đây đúng không? Cho chị Lương Nguyễn. Lương Nguyễn ơi, lên cả địa chỉ trên like cho em với. Nha, lên cố gắng lên cả địa chỉ trên like cho em. Đây nè. Trời ơi, lên xanh ngọc luôn dùng em nhé. 60k. Này con này nó na ná với con lúc nãy này. Nè. Đẹp lắm, vải to, phun to, toàn theo hết nhé. Chị nào lấy ưới này lên cho mã hình vàng luôn dùng em 60k thôi. 60k hình vàng nhé. Chị nào lấy hình vàng lên hình vàng, những cái này bỏ riêng nhé. Xong nó like xong những cái này bỏ riêng, tại vì hàng này hàng phun bự rồi. Rồi lên mã nail. Quần ngố em like ra rất rất lại thôi. À, có đồ bé 36kg à. 36kg đang xem thôi vậy. Nó lộn lộn một ít trong cái đồ này em chưa tách ra thôi. Nè. Nail này là nail từ từ. Hình vàng chị Lương Nguyễn ơi, lên địa chỉ cho em đi chị Lương Nguyễn ơi. Lên địa chỉ hết trên like cho em nhé. Rồi nha, lên cho mã này là mã nail xanh, đẹp lắm. Vải nó miên man mỹ mãn luôn. Nail xanh này là toàn hình theo nhé. Nail xanh em lên luôn cho chị em mình là. Trời ơi. Nail xanh chị Mai Văn đẹp lắm. Mai Văn. Đùi ngố mì, từ từ. Đùi ngố. Đùi mà sao là đùi rồi còn ngố nữa là sao? Nàng. Đẹp chưa? Gấu luôn dù nguyên. Ok chị. Lên gấu luôn dù nguyên phông to phụ mông giáo quần nhé. Nail xanh chị Hà Trương. Ôi, nail xanh chút rồi. Nail xanh em chút rồi. Lên gấu luôn dù nguyên là ok, có một con gấu này. Thắm chị. Lên mã gấu nha, gấu có một con, chị nào lấy gấu lên gấu luôn dù nguyên. Gấu nhé. Nail xanh là hết nha, lên gấu luôn dù nguyên là ok, có một con gấu rồi. Lên luôn cho mã này mã chữ K. Nè, trời ơi. Xin chưa nè. Gấu cho Vi Lucky. Xin chưa? Lên mã chữ là ok nhé. Chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng nguyên. Phông to nhé. Phông nào phủ mông giấu quần luôn nha. Chốt lên chung mã này là mã chữ K. Vải bao đã luôn. Phát con nó đi chị em mình. Lên con. Gấu em hết rồi chị Mộng Thảo ơi. Còn mã chữ. Còn mã chữ. Rồi nè. Lên mã chữ trắng. Comment chữ cam, chữ trắng nhá. Chị nào lấy chữ trắng lên chữ trắng. Em đi chị em mình con này với giá là 60k. Nói chung là xứng đáng đồng tiền chị em mình bỏ ra ấy. Bây giờ chị em mình đi mua hàng sáng chữ cho chị Ngọc Quyên. Hàng thường ấy. Cái chị Ngọc Quyên mua cái con 55k rồi đúng không? Cái này nó chắc nó sẽ gấp đôi con đó. Chắc nó xứng gấp đôi con đó. Nè. Con này lên là mã vịt trắng luôn dùng nguyên là ok. Chị ơi, cái này 65kg vẫn mang được luôn. Form này em nói là form rộng ấy. Form này form phụ mông giáo quần. Việc chị Thùy Trang, form phủ mông giáo quần đấy. Đã lắm, vải đã lắm. Việc em hết rồi. Hết rồi, có một con việc à. Có một em việc à. Rồi lên mã chữ vàng luôn dùng như là ok. Chữ vàng nhá, form to. Nè. Con này 65 vô tư. Xin này. Lên mã chữ vàng, có một con chữ vàng. 55 ai quên lộn 60k. Ôi con này dơ xíu rồi. Trời ơi, đang một con áo rất là đẹp. 60k đúng. Đi mã này mã 50 đi. Cái này chị em mình về cạo ra nè. Lên mã dơ luôn dùng em để bị xíu đi. 49k đi chị em, bị dơ xíu. Nha, lên mã 49k. Chốt mã 49k là ok chị em mình. Comment mã 49k. Rồi lên mã Việt Cam. Chốt mã Việt Cam nhé. Toàn con to và thú thái. Ừ. Trời ơi cái tay nữa nè. Chữ vàng là bị dơ xíu nha chị Mộng Thảo nhé. 49k. Nè. Tắt ngay con này nè. Lên mã Việt Cam luôn dùng nguyên nhé. Việt Cam 60k Việt Cam. Chị nào lấy Việt Cam lên Việt Cam. Việt Cam và thì cam cho thi 60. Phông to nhớ luôn dùng nguyên đang đi chị em mình cộng lại phông to nhá. Lên mã này là mã chữ trắng. Ôi trời. To bự.
Hồi nãy ok chị Mộng Thảo, cái vàng hồi nãy bị dơ chị Mộng Thảo. Lên mã hình trắng. Chốt mã hình trắng vì cam thấy chị Ngọc Như lên hình trắng luôn dùng đi. Vải không cần lăn tăn giờ, là mình thích cái màu nào. Mình thích cái màu nào là mình phát thôi. Nhá, chị nào lấy thì lên cho em, mã đó là mã thì cam hết rồi. Lên mã này là mã đen. Gì đen này? Theo đen luôn dùng nguyên là ok nhé. Theo đen phân to này nè. Hình trắng còn không? Lương Nguyễn. Lương Nguyễn. Cầm em mã đen to, chữ như thế này nè chị em, chữ IA nhá, lên mã chữ đen. Chữ đen nhé, chị nào lấy chữ đen lên luôn, chữ đen luôn dùng nguyên là ok nhé. Từ từ cái chữ đen này là bị làm vãi rồi chị. Mấy con đẹp không? Bỏ riêng đây rồi. Xe cái này trả về kho đi. Trả về kho đi cho nó. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Tao em mã chữ trắng, cái này chị Ngọc Nguyên lấy chút này. Đây này, xinh này. Xinh này. Xinh sau của nó này. Đây mã này là chữ trắng phía sau của nó đấy. Cầm em lên chữ trắng là ok nhé. Phông to phông 65. Phông to phông 65. Cảm ơn Hào Nguyễn nhé. Phông to phông 65. Cầm em mã chữ trắng là ok. 60k nhé. Chữ trắng. Rồi lên xong mã chữ cam. Cầm em lên chữ cam luôn dùng nguyên. Phông to 65kg vô tư hết. Cầm em mã chữ cam nhá. Lên mã 5. À quên lộn. 60k. Rồi lên gấu luôn dùng nguyên. Đùi nam không, giờ không lên đùi nam nhé. Gấu to form 65. Lên gấu luôn dùng nguyên nhé. Form 65, chị nào lấy gấu lên gấu là ok nhé. Cho bà xã mình cặp to nữa xã. Ngay sát ra. Sát cái này. Rồi tiếp luôn dùng mã này là mã chữ đen. Nguyên nói là nhận hàng những con này về chắc không sướng. Quay đầu luôn. Chốt mã chữ đen. Con này bỏ riêng luôn. Cho lên cặp. Cái màu xanh ngọc này cưng này chị em không chút à. Tiếp này. To đây. Còn màu đẹp này. Lên mã này là mã chữ kèm màu. Không em không lên đồ nam chị. Đồ nam lên mấy hôm rồi. Lên đồ nam chị em mình lại kêu đồ nữ. Lên đồ nữ lại kêu đồ nam. Cho bà xã miếng ấm ấm luôn á xã. Còn không? Thế. Trời ơi. Cái nào mà giờ đang mang con quần đùi thì mix cho chị em mình xem. Lên mã chữ nu dùng nguyên nhá. Nè. Đã chưa? Hơi hơi lon lon xíu. Sáng mai đi học nữa nè. Xanh ngọc chị Mộng Thảo. Chị mai. Chị chiều mai nữa. Ở nhà mấy ngày rồi, nghỉ 3 ngày rồi. Trước hết. Đi học với đâu có làm gì đâu nên là đi học là không ở nhà là không chạy nãy là không trước nữa. Lên nửa nam nửa nữ. Rồi lên luôn dưỡng này, ok xíu nữa chàng xíu. Lên luôn dưỡng mã này là mã chữ nu dùng nguyên nhé. Phong to, im, mẹ đang bán hàng. Mẹ đang bán hàng. Hồi tối mẹ nói rằng mẹ đang bán hàng thì sao? Có được nói không? Thấy em bót, xét vải, xét vải đó, vải đẹp. Phải ok chị ơi. Còn được 4-5 xét chứ mới. Sót lại 4-5 xét. Ok. Rồi lên cho mã chữ nu luôn dùng nguyên nhé. Chữ nu à, quần ngố, hết quần ngố màu rồi. Cái này chị em mình biết cái gì biết không? Chị nào to to biết cái gì không? Cái quần ngố năng mông của nhà em hiện tại đang còn mỗi size to. Ra chị em mình từ 58 đổ lên 62 đổ về. Chị em mình biết những con này rất là đẹp. Nhá quần năng mông thì em đang đây chị em mình là 59 càng con. Quần năng mông ấy. Đấy. Thì là chị em mình phối với những con này lên rất là đẹp. Rồi lên mã chữ vàng luôn dùng nguyên là ok nhé. Chúc mã chữ vàng. Comment mã chữ vàng. Nhưng mình biết cái sao cái thái này hơi bị dơ. Cái bao nó quá là giòn ấy. Ok, cái bao nó giòn lắm. Chị em mình sợ hồi nãy toàn xé toạc cái bao không giữ lại được cái nào ấy. Cái bao nó giòn này nè, nó toạc một xíu là nó đụng đồ là nó dơ liền. Vận chuyển mà nó đụng nó gà cái bao ra là nó dơ liền luôn ấy. Nên nó rất là dễ bị dơ. Lên luôn những mã này là mã chữ vàng phông to nhé chị em mà nó. Comment mã chữ vàng, những cái này đẹp lắm. 60k luôn chữ vàng. Nhá chị nào lấy chữ vàng lấy chữ vàng. Từ từ. Còn chân váy thì nó đang xe hiện tại còn xe nhỏ thôi. Chân váy hồi nãy là còn một cặp xe to là em đã lên rồi. Rồi là lên luôn cho mã chữ xanh luôn. Dùng cái chữ kèm màu luôn rồi đây. Đủ các màu luôn. Mã này đẹp với chị nào lấy chốt nhé. Cái không là mở ra từng cái mất công lắm.
làm biến mở ra từng cái lên mã chữ kèm mà sao bà sợ cái quần ngố trong xác nó... trời trong xác nó còn một ít quần ngố năng mông tây bự ấy. Chị em mình mít những con này để cho ba làm việc. Mày nói là tối làm sao chứ con đâu biết đường lấy đâu. Trời, cho một con thôi cho khách coi mẫu. Hiện tại cái này em còn muốn xây ton mua đây, em không còn hàng về nữa. Cái này hiện tại không còn hàng về nữa nè, còn mỗi xe to đang nợ khách nhiều nhưng mà xe nhỏ không có hàng nha. Lên luôn chung mã này, mã năng mông luôn vừa nguyên quần này. Chị em mình mix với áo rộng lên đẹp lắm. Cái này em sale luôn chị em mình là 59 càng con nhá. Cái này em chạy quá là nhiều về phải 5 lần 7 lượt rồi mà cũng đều thiếu hàng của khách hết. Quần ngố lên luôn vừa nguyên nhá, 59k hiện tại đang còn xe to. Xe chị em mình 55 đổ về lên và 60 hai đổ về thôi. Chị nào lấy mã này là mã ngố, chắc của nó là vải có tông xịn, có tông dày. Chị nào lấy mã năng mông lên năng mông nha, lên năng mông. Chị ơi cứ lên cho em số ký năng mông kèm số ký. Hiện tại em còn từ size 1X đổ lên đến size 3X nha. 55 đổ lên, 55 đổ lên đến 60. Rồi từ từ. Quần đùi chị em ơi, quần đùi nhưng mà quần đùi gì chứ? Trật tự. Năng mông kèm size cho em đi chị ơi. Còn size 1X, 2X, 3X từ 55 đổ lên nhá. À, chị Ngọc Hà Đặng cũng không có thấy lên size. Đây nè, chị Ngọc Hà Đặng cái này đi. Chị em mình lên mã năng mông hoặc là mã 59K kèm luôn dùng cái size đi. Kèm số ký luôn dùng nguyên đi là ok. Kèm số ký em lên cái đóng hàng tại anh. Kèm số ký lên là ok nha chị em mình ơi. 60 chị Ngọc Hà Đặng nha, bởi vì cái mã quần năng mông là 60. Có thấy lấy size hồi nãy luôn. Lấy xào nãy luôn chị Ngọc Hà Đặng. Năng mông là 59 càng con nha, năng mông 1 bấy. Năng mông 1X cho chị Phạm Đông luôn. Con này còn cái, hàng này hàng cốt tông tàu nha, xây 60. Con làm gì á? Cái này em xây chị em 49k. Con này 60-62 vô tư, có mũ nhá. Con này cốt tông tàu vậy mà hàng này hàng sắp lại thôi nha, xeo chị em mình con này 49k. Chị nào lấy cái này lên luôn giùm em nhé, 49k. Cái ghi lại đi rồi mai có còn con bóc hết thôi. Năng mong 3X cho chị Lương Nguyễn luôn. Năng mong 3X cho chị Lương Nguyễn luôn. Con lại con tự con lái đi để ba làm việc có. Gì? Rồi tiếp lên, em lên chạy mình cái cọc này. Toàn bộ cái này em lẻ tẻ nên là em sale hết này. Tương tác với chợ mà nó. Toàn bộ cọc này còn lẻ tẻ em sale hết nè. Thứ còn cái thôi à. Chân váy nè, bộ nè, bộ hãng nè. Bộ hãng này là hàng xả cho em cũng hết hàng rồi. Bộ hãng này hàng khách xả cho em hết sành xanh hàng rồi. Ok năng mong rồi nè. Bộ này là hàng size 52 đổ về. Hàng này là hàng 300 mấy nghìn giá thường ấy, 300 mấy nghìn con. Mẹ nói sao? Hôm qua đã nói như thế nào? Em nói im lặng. Im lặng sao nãy giờ nói rồi? Lên mã này là mã hãng luôn dùng nguyên 125 nghìn. Cái này em đi luôn cho anh 110 luôn. Ai nhanh tay thì có nhé. 110 size 52 đổ về. Bộ này bộ hãng, bộ này mà mang lên khách lại hỏi. Em nói thật sự luôn ý, 110 nát luôn còn bộ này nha. Lên mã bộ hãng CM, bộ hãng SC, bộ này bộ Sanaha còn bộ nhé. Lên mã bộ hãng luôn dùng nguyên là ok. Bộ này chị em phát đi, hàng 125 nghìn là giá sale đấy, hàng này hàng khách sạn. Lên mã hãng CM nhé, theo toàn theo thôi này. Lên hãng luôn dùng nguyên là ok nhé. Chị nào lấy hãng lên hãng luôn dùng nguyên này. Bộ hãng là 110 nhá. Chị nào lấy hãng chị Lê Hương 110 thôi, 110 thôi. Hàng đó hàng khách xã cho em vẫn chạy 125 nghìn. Cái này size 18kg đang còn sót một cái. Bộ này cốt tông à, con này là cốt tông nhân nhé, size 18kg cốt tông nhân như chị em mình ơi. Cái này em đi chị em mình 55k. Bộ này hàng à, con này hàng Quảng Châu, con này hàng Quảng Châu nhé. Con trật tự gái ơi, nói ba nhưng mà mẹ không bên này ồn, mẹ không có nói được, nói nhỏ trật tự. Lên mã bé luôn dùng nguyên là ok nhé. 55k và size 18. 55k và size 18. Bộ hãng 125 em hết rồi nhé. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Thái 779 59k con này form to này. Màu đỏ nhé, màu đỏ mà không phải đỏ tươi đâu. Nha, lên luôn mã này là mã Thái 779k.
Để em coi trong này còn cái bộ hãng này còn lên đây nó không chị em. Có bộ nào thì em lên nó luôn chị em luôn. Không có phao đi gái. Thế thì ngồi im ngồi này. Sao để nói cô Hiền qua lấy cái này đó. Cái này em đang có một bộ xe nhỏ. À xong phải xong xe này em bảy đô rồi. Xin không? Hàng này toàn bộ là hàng còn lẻ lại nhỏ. Thùng đỏ rồi nha. Rồi lên luôn cho mã hàng xanh. Cái này em đi luôn chị em 1, 2, 5 cái. Thế có để mẹ bán hàng không? Mẹ không giận. Mẹ nói trước. Mẹ la lần hai là ro vô đích đó. Xanh chị Lương Nguyễn. Mẹ la lần hai là ro vô đích. 125.000. Bộ kia hồi nãy bị hàng bị xãi bom tách này thôi. Cái hàng này là hàng em đây, chị em mình giá sale. Chị em mình nhìn hàng này, chị em mình biết đủ hàng xịn. Hàng hãng nhá. Con này size 55 đổ về. Bộ này size 55 đổ về chị em cho ok. Bộ này thì giờ cũng mang hơi rộng xíu. 55 bộ đổ về bộ này. Còn có mấy bộ thôi. 125.000 nhá. Size 55 nhá, lên mã cam size L luôn dùng nguyên lỗ ok nè chị em. Nhìn nó phối nè chị em. Xịn sò lắm, 125. Nhá, chốt mã này cam size L nhá. Cam L là 55 đổ về, chị nào lấy cam L chốt lên cam L luôn dùng nguyên nhá. À, xanh đen hết rồi. Cam size L 60kg không, 60kg không có size, 60kg phải lấy 2XL ấy. Còn mà 1X là tầm khoảng 57 đổ về thôi. Cam chị Lương Nguyễn. 1X là tầm khoảng 57 đổ về. Nhá, 1 cam. Chị ơi, chốt chuẩn cho em nhé chị ơi, không đổi qua đổi về đâu. Nhà em chốt đơn không đổi qua đổi về nhá, để ý cho em. Cái này ăn quá đã luôn. Đồ này đúng rồi, bộ này mặc sướng lắm. Cách nhà em đợt đầu. Đợt đầu mua xong cái là hóng chờ miết cái xong về không có sai. Về vá không có sai. Nè. Bộ hàng hãng mà, bộ này 57 đổ về. Lên mã nâu XL luôn dùng nguyên nhá, 57 58 đổ về chị em chốt đẹp. Em cũng có bộ này màu vàng. Nói chung là bộ nào sướng là em chừa hết lại. Nha, cái này em có một bộ size XL. Hai bộ size XL. Mã này đang có hai bộ size XL 57 58 đổ về chị em chốt đẹp. Cái này nên chốt thêm em nói thật sự ấy. Hết cái này là thôi không có hàng nữa đâu. Riêng cái hàng hãng mà nó sale nhiều chị như cái bộ mũ hôm bữa ấy. Nè. Bộ mũ hôm bữa mua hàng về sướng quá hỏi thêm đâu có hàng nữa. Nâu luôn dùng nguyên nhá. Nâu chị Hiền Liên. Hiền Liên cho chị Mai Văn. 125 nhá, Mai Văn. Mai Văn. Màu nào gọi gì đây? Cây L 55 đổ về. 55 đổ về. Cái này có hai bộ thôi. Đây mã xanh đen luôn dùng luôn nhé. Vải đã lắm chị em ơi. Bộ là hàng hãng nhá, mà 125.000. Cây L. Cái này 55 đổ về nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Màu xanh thang phối vàng. Chị em mình nhìn cái màu phối của nó là toàn theo hết này. Nhìn xịn sò chưa. Đây luôn dùng mã này là mã xanh đen phối vàng 125 theo bên này luôn nha. Chốt mã này là mã xanh đen luôn dùng nguyên nhé. Tay cũng là tay theo 125.000. Hàng mai rất là kỹ. Lên mã xanh đen luôn dùng hàng hãng mà. Lên xanh đen thì Đặng Thu Hương bộ này. Có hai bộ xanh đen thôi. Hai bộ xanh đen thôi. Xe 55 đổ về chị em chốt đẹp. Mẹ cảm thấy bực mình rồi đấy. Mẹ nói mẹ cảm thấy bực mình rồi đấy. Rồi còn một bộ xanh đen. Có ba chứ còn không có ba ở nhà là dám lén phép. Còn một bộ xanh đen chứ chị nào lấy xanh đen lên luôn dùng nguyên. Những cái bộ hãng mà chị em mình không sang tiếp. Nhận hàng về quá đẹp luôn. Cái chị Hàng Nguyễn. Hàng Nguyễn.
Những cái bộ này giờ bữa nay là săn hàng không ra vậy. Bữa nay là bộ này săn hàng không ra. 1, 2, 5. Cam luôn dùng nguyên 55 đổ về. Rồi còn 3 bộ 1 cam xe 55 đổ về. Hàng chuẩn, hàng hãng xịn luôn vậy. Chị nào mà săn hàng nguyên sờ, nguyên cầm lấy này chị em mình đủ biết hàng xịn chưa? Đủ biết hàng xịn chưa? Đây mã cam xe 55 đổ về chị em mình cho ok. Cam nhé, chị nào lấy cam lên cam. Cầm cái bộ đồ nó giá trị không? Đấy, lên cam xe 55 đổ về chị em cho ok nhé. Lên mã bộ cam 125 cam. Để bé mưa à. Ok chị cam chị thi thi. Cam chị thi thi. Có 3 bộ cam thôi. Chị nào lấy cam chút lên cam luôn dùng nguyên nhé. Đấy. Mày thử à, thế con thử vô đây mày mày cho con thử vừa là mày cho con mặc cáo nó luôn. Không phải bán nữa. Ừ. Cam có XL đó chị Hiền Liên thôi. Cam này size L thôi. Cam này size L thôi, chị nào lấy cam size L. 55 đổ về là chị em chút đẹp nhé. Cái này không có XL nha. Ok cam. Ok cam còn một bộ cam size L nè. Con thử với ba thử nhỏ. Còn một bộ cam nữa thôi, chị nào lấy cam lên cam bộ này bộ hàng hãng. Thôi cọc này size gì? Hết rồi đấy. Cọc này là cọc cuối cùng này chị em mình này. Đây là những bộ cuối cùng sẽ không có hàng nữa luôn những cái bộ này. Không có size M, size L, size nhỏ nhất rồi. Giờ toàn bộ size L. Cái này là sẽ không có hàng nữa. Đây là những bộ cuối cùng. Cái này là em vét nốt luôn rồi. Thì khách hỏi nhiều quá. Giờ chị ở bộ này bộ quần lửng vậy nhá. Bộ này là quần lửng nha. Rồi. Còn màu đỏ. Đây này em thử với chị em mình một bộ mà bộ này em mang sẽ hơi rộng xíu. Em sẽ mang thử với chị em mình một bộ size L. Màu đỏ phối nu nhé. 125 nghìn nốt luôn. Răng mà đánh điên đào ba thế. Không có giỡn kiểu đó mẹ không có thích. Không có quần dài đó chị ơi. Em sẽ mang thử cho chị em mình một bộ cho em mình dòm thử cái form. Nó đẹp cực luôn. Cầm đồ cho mẹ kìa. Kéo ra. Cái này em mang hơi rộng xíu này chị em mình. Bộ này em mang hơi rộng xíu. Cái này 55 đổ về thì chị em chốt đẹp. Nha, riêng bộ này 55 đổ về chị em chốt đẹp. Chị em mình nhìn cái phông đồ này. Đẹp cực kỳ. Đưa cho ba đi, mẹ hồi nãy giờ mình bực mình lắm rồi đó. Rồi nhá, lên mã này mã bộ đỏ 125 luôn dùng nguyên nhá. Đỏ này còn toàn đài sai. Riêng màu đỏ này em còn đài sai. Đến size 60 62 luôn. Nhá, riêng màu đỏ này em còn đài sai đến size 60 62. Từ chị em mình từ 55 độ 52 đổ lên. 52 đổ lên chị em mình chốt đẹp cái bộ này nhé. Tới size 60 62 chị em mình chốt đẹp. Em lên chị em mình bộ này giá 125 000 đây là màu cuối cùng. Nhá, đây là màu cuối cùng. Chị nào chưa có cái màu này chị lên cho em nhé. Màu cuối cùng nha chị em mình ơi. Nha, rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Con này là hàng em đang đi chị em là 63 000 size S rồi. Size 48 50 đổ về nhé. Riêng cái bộ này 48 50 đổ về là chị em mình chốt ok này. Nha, lên luôn những mã này. Lên mã áo sơ mi cái này tặng nốt 29k luôn. 29k luôn hàng MV ấy. Hàng đó là hàng nó chạy 135 000. Hàng MV là chạy 135 000. Rồi lên luôn những con này 69k. Để chị em mình 55k luôn lên mã hổ. Tay chị em mình 65 cái vô tư nhé. Lên mã hổ, con này chắc có tông tàu. Con này 65kg vô tư. Chị nào lấy hổ, comment lên hổ dùng nguyên nhé. 55k gọn luôn. Nha, chị nào lấy hổ, lên hổ. 29 cho Nguyễn Thí Hiệu. Ui. Con này xả ra còn cả hai bộ này ta. Màu vàng nè. Màu vàng size 55 nữa chị em mình. Đây còn hai bộ nữa chị em mình này. Nhìn đẹp chưa, màu này mà xả ra thì thôi rồi luôn. Nè, size 55 đổ về nhé. Lên mã vàng 125 luôn dùng nguyên là ok. Chị nào lấy vàng, chút vàng luôn dùng nguyên nhé. Hương có bộ cam rồi nha. Y bộ nguyên đang mang nhé. Nhưng mà màu vàng, được 2 bộ. Được 2 bộ vàng, size này 55 đổ về thôi. Có
có đồ đó chị ơi, em đọc là có rồi. Còn một hai bộ vàng này nữa nè. Chị nào lấy vàng 125 chút vàng. 125 dùng nguyên là ok. Bao cọc này còn hàng xã. Tương tác đây xíu vậy mà nói. Này, xinh chưa? Bộ ngố thái. Bộ nào bộ ngố thái nhé. Nó thật sự là mang ơi, mang con quần này không biết là bao giờ nó hư mẹ luôn. Ba ơi. Mẹ... Con thấy mẹ bán hàng không? Bực mình rồi đấy, mẹ bực mình rồi đấy. Con này, con đẹp cái không? Quần lửng chưa? Vàng gì thi thi. Mẹ rất bực mình cho con rồi đấy. 99k cái này em đi luôn chị, em mình 89k. Bộ ngố thái nhá. Form này chị em lấy 60 vô tư thì chị em mình nhìn hàng. Bộ này cực đẹp luôn. Hàng hàng khách xã chứ màu này em cũng hết rồi. Cái này em đi chị em mình 89k. Chị nào lấy cái này lên mã 89. Rồi lên mã này mã nam xịn. Cái 62 đổ về. Trời ơi. Nó thực sự phải ca ngợi cái những cái con áo này phải lai đi lai về để cho khách mua bằng được con này. Vì vậy nó đã. Áo nam xịn nhá. Size 62 đổ về này chị em mình 95k. Nha, lên mã nam xịn 62 đổ về 95k. Chị nào lấy nam xịn comment lên nam xịn luôn dùng nguyên. Vải nào mà về không mê thôi, hàng 470.000 nữa size này không còn size to. Size 62 đổ về. Chị đúng không? Lên mã nam xịn là ok, mẹ không có giỡn. Mẹ thấy con mẹ không có giỡn. Nha, lên mã nam xịn là ok. Còn xem like đó chị em mình ơi, tương tác lên xíu nha. Chị nào lấy mã nam xịn chút, mã nam xịn là ok. Chị chán quá hề. Rồi cái này em còn con. Còn con Thái 779. Xe 62 đổ về 59k. 59k nhé. Lên mã Thái 779. Thái 779 mình đang không có hàng nữa. Thái 779 59k. Mẹ mà tắt cái like xuống là con bị xử lý liền ấy nhé nè. Tối hôm nay con hơi bị ấy rồi đấy. Lên mã chữ vàng luôn, 59k luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy chữ vàng comment lên chữ vàng. Trong này toàn set đẹp không á. Hàng này là qua mẫu rồi, khách xã thôi nè. Áo nam cho chị Hàng Nguyễn này. Hàng Nguyễn này 95k này. Trời ơi. Cái set này chị em mình 89k luôn. Lên mã set này 89k luôn. Size này chị em mình lấy 60 vô tư, 62 vô tư nhé. Cái này dạng xét ngối Thái luôn. Cái quần này thật sự mang không biết bao giờ nó hư luôn. Phải 60 vô tư. Đây luôn dùng mã này là mã xét vàng. Mua nhiều quá không có chỗ để em à. Rồi nha, lên mã xét vàng 89k nhé. Chị nói xét vàng. Trời ơi cái cặp này. Bộ hãng này. Tay lò này. Các thể loại trong này. Áo khoác lanh dài 2 lớp. Hàng này đang đi trẻ mình 125.000. Cái này em sale trẻ mình 110 luôn. Hàng lên xem nhá. Cái này hàng lên xem, hàng công ty. Coi size gì đây. Size gì đây? Size M. Size M. Size L nhá, 52 đổ về. Màu đỏ đô nhá. Theo bữa nay em không nhập được cái này nên bao nhiêu chị hỏi không còn size. Cái này chị nào chưa mua thì tranh thủ đi nha. Lên mã nắng 110 luôn dùng nguyên là ok. Ba đừng có cười. Mẹ đang không giỡn. Ba 52 đổ về. Lên này. Nắng dài 2 lớp nhé, 125 ông 101 luôn. Nắng này nắng lanh dài nhé chị em mà nói. Hàng này đây là những cái cuối cùng chị nào phát phát nốt luôn nè, khách hỏi cũng còn hàng. Đấy, sale luôn chị em mình con này giá 110. 110 nhé. Ông sao thấy bộ hãng này sao? Ta tới ta lui ta. À Lan Mi Nguyễn. Cái bộ này từ cái đợt chị Lan Mi Nguyễn là hàng ghé hay gì nữa. Sale 55 đổ về bộ mà bộ này. Lên mã này là mã 125. Màu đen. 125 màu đen á, size 55 đổ về. Đấy, toàn bộ hàng hãng hàng xịn không á. Không thấy ai nói năng gì hết trơn trời. Chấm chấm lên phát ba.
Thế còn người co lai tới năm gần là 50 mấy người co lai mà sao mà thêm ra ra đi để biết mà còn lên chứ. Con kinh đầu mấy cô lạ. Không, mẹ không thích con nữa. Tối nay mẹ không thể thích con không ngoan. Tối nay mẹ không thích con đâu. Con đi ra chỗ khác chơi. Con váy này 55 đổ về là chị em mình chú ok. 55 đổ về nhá. Con này hơi dơ dơ, con này xinh lắm. Con này xinh lắm. Cái này em xem không chị em mình hàng này hàng. Cái chị này em nói thật sự em không bao giờ bán cái chị này nữa. Hai bà, hai người mua mà về chê lên chê xuống. Hàng mà riêng đấy, đây trong với chị mà con quần em nói quần năng mông ấy. Cái quần năng mông ấy, bao nhiêu người khen, bao nhiêu người đặt thêm mà cái 6 không chịu trả anh xíu. Đây đi góp chung mà này. Đấy. Dỡ người không? Con nói sale máy bao nhiêu tiền ta? Con nói sale nốt luôn đi, 59k đi. Lên mã váy. Váy 59 là ok. Con váy đem sale chị em mình 59k. Chị nào lấy váy 59 chút váy 59 đây. Đây còn con trong váy size ý đấy con màu vàng hồi nãy chị Hồng Phụng có lấy chốt này. 89k váy dài size S. Váy dài nhé, size S. Chị nào lấy váy size S lên váy size S. Comment mã váy size S con này xinh. Váy size S. Mua cái con quần ngố năng mông thì em nói em thật sự chạy. Chạy số lượng là giả mang luôn. Ai cũng khen, ai cũng đặt thêm. Nhưng chị này bảo là xuống không đẹp, chơi lên chơi xuống. Rồi không chịu trả tiền ship. Rồi con này luôn dùng nguyên. Bộ Thái 779 89.000 lên mã mèo xanh, bộ này đẹp. Màu này đẹp, màu này lạ. Nha, lên mã mèo xanh luôn dùng nguyên. Váy em hết rồi. Váy em hết rồi. Lên luôn như này. Váy từ từ. Váy S à, váy S đây, váy S cho chị Hằng Nguyễn. Bộ cho chị Nguyễn Mai Hiên. Bộ Nguyễn Mai Hiên. Bộ Nguyễn Mai Hiên. Bộ Nguyễn Mai Hiên. Bộ hả? Bộ 89 đây. Cái chị này tới 2. Váy nó 89.000. Bộ màu nu size 55 đổ về. Y Nguyên đang mang 125.000 luôn. Giá màu nu nhé con. Bộ size 55 đổ về. Bộ này bộ hàng hãng. Lên mã nu dùng nguyên nhé. 125.000 nu luôn dùng nguyên. Size này chị em 55 đổ về. Chị em chúc đẹp nhé. Lên mã nu. Hồi nãy chị nào hỏi cái bộ NI. Bộ NI hàng Thái 779 em còn đấy. Nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã hãng nu 125.000 hãng nu. Cọc này toàn Thái 779, bộ mèo chút rồi đúng không? Bộ mèo chút rồi. Cọc này toàn Thái 779, cọc này em đi chị em 55k đi cho nó gọn. Nha, cọc này đi 55k luôn đi cho nó gọn. Hãng 125.000. Rồi lên chung mã này là mã Thái trắng 55k luôn. Con này phông to nhé. Con này chị em lấy 60 vô tư. Thái này là Thái 779. Con này phông 60 vô tư nhá. Lên mã Thái trắng 55k gọn luôn. Mai vải mấy con này nó sướng lắm chị em mình ơi. Mua con này mix với quần quần mấy con này hết rồi. Đây là cái xét này. Cái xét và xà ốc. Cái xét hoa hoa nó sẽ kẹt đây này. Đây sẵn này. Có máy xếp chỗ đó bỏ lên này. Đấy, hoa với kèm chân váy kìa. Có máy xếp chỗ đó. Đây, 4 xếp, 5 xếp chỗ đó. Ngay chỗ đó. Bên kia này kìa. Đây, bỏ lên luôn. Rồi con này em đi chị em 55k luôn. Lên mã Thái Hồng 55k, phone này không 60 với chị em nó. Lên mã Thái Hồng. Đây, cái xếp này đi chị em. Xếp này 52 đổ về. 52 đến 55. Áo thì áo rộng chị em 60 vô tư. Ờ, có máy xếp thôi. Cái xếp này em có up lên. Không, tối nay em không lên được bé gái. Sách này cưng lắm. Cái này có up lên trang cá nhân á chị em mình. Còn riêng con áo là chị em mình 60 vô tư nhé. Riêng là áo là 60 vô tư. Nhưng mà cái chân váy chú chị em tầm khoảng 52 đổ về thôi. Cái này em đi luôn cho chị em mình luôn nè. Sale nó luôn chị em mình nguyên set này nè. Có hai set màu đỏ. Cái này có up lên trang cá nhân rồi. Nha, để mang đẹp nhất là 52 đổ về chị em mình lên ok. 52 đổ về là lên ok nhé. Này, xinh chưa? Nguyên set nha, một cái áo sơ mi này và kèm một chân váy. Lên mã này là mã set đỏ.
nha, lấy mã set đỏ cái này em đi chị, mình sale luôn, chị mình 89k luôn. 89k set đỏ này luôn. Chị nào lấy set đỏ lên set đỏ, cái này xinh lắm, này được 2 set thôi. Cái này sót lại, hàng này chị em mình mua rẻ bèo nhất cũng là 135.000. Bích ngọt set. Set đỏ, 2 set đỏ và 2 set xanh. 2 set đỏ và 2 set xanh này, nhìn hàng luôn dùng nguyên. Mà 89k luôn đi sao? 2 set đỏ và 2 set xanh. Đẹp lắm. Nhìn cái không có chân váy này đã hơn 89.000 rồi. Cái áo này dạng hơi giống giống cổ vét đó chị em mình. Set xanh thì bích ngọt luôn. Đẹp chưa? Ok chị bích ngọt luôn. 89k. Rồi nhé, còn một đỏ một xanh 89, chị nào lấy chốt dùng em nhé. Một đỏ một xanh 89k đó. Chị nào lấy set đỏ lên set đỏ và chị nào lấy set xanh lên set xanh. Còn cái set ngố này cũng cưng. Cái ngố này là riêng là một con áo. Áo sơ mi form rộng, phủ mông giáo quần luôn. Kèm một cái quần đùi mà chắc đã cho mình. Kèm một cái quần ngố còn là chắc đã lắm. Còn chị em 60 vô tư nè. Cưng không? Cưng không? Đấy, một con gấu này là bà gấu theo nhá. Cái này cũng rất rất lại thôi, cái này toàn taxi không á. 60 vô tư cái set này. Cái này chị em mang này mang với đôi sục nữa đi chơi là đẹp. Mang thêm đôi sục nữa làm đi chơi là ok. Vải nó rất là mềm. Nha, lên mã set gấu nguyên set này nè. Lên mã set gấu là ok. Cái này rất là cưng luôn, nhìn vải. Vải con này quần của nó giãn rất là nhiều. Cái này em xem luôn chị em nó 89k luôn. Nhá. Form 60 vô tư nha. Cái này mang với đôi sục nó đi chơi là vô tư như vậy mà nhá. Nè. Cưng chưa? Đấy, riêng một cái áo này không đã hơn 89 gì rồi. Này rất mẫu là em xem nói chị em 89k. Chị nào lấy cái này đây mã set gấu 89. 89 cho hình thị TV. Cái này đã lắm. Gấu này là gấu theo hết. Rất rất mẫu lại thôi. Sau này cũng là set hàng Quảng Châu. Theo luôn chị em set này 89k luôn. Rồi nhá, lên mã này là mã set hoa. Cái này chị em mình mang. Cân chưa? Nhìn cân chưa? Cái này mang lưng cao lên nha. 55 độ về chị em mình. Cái này chị em mình mang bẹt vai. Cái mẫu này toàn hàng Quảng Châu không nè. Còn hàng Quảng Châu, cái này chị em mình mang bẹt vai nhé. Lên mã hoa xanh. Ok, gấu rồi nhé. Cái này 52kg là mang đẹp rồi nha. Cái này 52 đổ về, cái này mang đi biển đi đồi thôi rồi luôn. Nha, 52 đổ về chị em mình chốt đẹp. Lên luôn cho mã hoa xanh luôn, dùng 89k luôn. Hoa xanh, xanh. Cái này chị em mình mang đi biển đi đồi thôi rồi luôn. Ừ, mang chai này không, thích mang dưới này cũng được. Mang kiểu gì cũng được con này hết. Nha, lên mã set hoa 89k. Toàn hàng này hàng Quảng Châu không à. 89k luôn cho nó sạch con. Đấy. Ok, chị nào lấy hoa lên hoa 89 nhé. Còn hai set hoa đấy, chị nào lấy hoa lên hoa luôn dùng nguyên 89k set hoa. Rồi tiếp lên luôn dùng nguyên cái này. Có con gấu hồng nữa chị em mình. Hôm nay 60 vô tư. Hoa cho Phan hả? Phan set hoa này. Thôi. Rồi nhá, cái này dễ mình 60 vô tư. Riêng những cái con quần này sẽ là mang hơi ôm. Trời ơi, nhìn cân chưa? Con áo này là phủ mông giáo quần nhá. Đó, và kèm một con quần ngố. Áo là áo sơ mi. Quần ngố giãn. Nguyên set này đi 89.000 thì ai bán vậy mình ơi. Nhìn luôn dùng nguyên. Con 60 vô tư nhá. Lên mã này là mã gấu hồng luôn dùng nguyên 89k gấu hồng nhé. Đấy, chị nào lấy gấu hồng lên gấu hồng. Những cái này xách đất lại thôi. 89k luôn. Con này chị em đến 60 mang ok luôn. Từ 50-60kg chị em mà không được hết đấy. Áo áo phông rộng phụ mông giáo quyền. Còn đó nghe. Nha. 89.000. Hoa xanh kìa. Xách hoa xanh trai này kìa. Cho chị Thùy Trang. Còn đây xách này là hết rồi. Thùy Trang này là hết xách hoa xanh. Xách hoa xanh. Còn xách gấu hồng. Chị nào lấy gấu hồng lên gấu hồng. Không, xách không có xe ép đâu chị ơi. Không có xe ép đâu. Không có xa ép nhá. Cái này cái váy này, váy sung. Cái này dạng váy sung, tay dài. Hồng luôn cho anh TV. Đúng là hợp gu của em nó đấy. Mang thêm đôi sục nữa là ok đi chơi luôn. Cái này phong chị em 60 vô tư nhá. Cái này em sẽ nói chị em 79k. Váy này là dạng váy dài tay, váy sung dài tay nhá. Gấu hồng em hết rồi. Cái này em đi luôn cho chị em mình đã. 79k. 79k luôn. Cái gì xẹt qua đây? Cái gì?
Không, lên mã cổ hồng. Cổ hồng. Cổ hồng luôn dùng nguyên nhé. Lên mã cổ hồng. Sẽ vai hết rồi nhé. Set đĩa vai là có rồi đấy. Rồi nhé, Nguyên còn 2 set chân váy nữa đây nè. 3 set chứ không phải 2 set. 2 set đỏ, 1 set xanh. 2 đỏ, 1 xanh nhé. Cái này chị em tầm 52 đổ về. Cái nào nãy em lên cho em mình là 89k này. Đấy, chị nào lấy set hoa, lấy set hoa lên luôn nhìn hộ. Ok. Set nó cũng rất rất lại như thế thôi, chứ không còn hàng. Rồi lên mã này mã sách dây. Con này chị em lấy 60 nhé. Nhưng mà mang sẽ là mang dạng áo hay dây. Cái quần thông của nó này. Quần này 60 vô tư và áo của nó dạng áo dây. Cái này em xem chị em mình nót luôn nha. 69k. Sách dây nhé. 69k. Cái sau của nó là lưng thun này, này. Cái mã sách dây 69. Cái này bỏ xuống qua bên cho nó gần. Sách dây 69k. Cái này em có 1 sách à. Đúng 1 sách thôi. 60 vô tư phía sau lưng thun nhé. Nha chị nào lấy set dây 69 lên luôn dùng nguyên con này cũng là hàng Quảng Châu nhé. Lên set dây luôn dùng nguyên con set thôi. 69k luôn cho nó gọn kho nha chị em mình. Nha chị nào lấy set dây comment là cái gì cũng có. Đi vô phòng xíu nữa. Vô phòng xíu nữa đi. Rồi gì? Đừng có kiếm chuyện cái bị mà quýnh giờ luôn. Cái này có cái máy hai váy hai dây này em bán tặng chị em luôn. Là hàng Quảng Châu hết. Con này toàn hàng Quảng Châu hết. Cái này sót lại mấy cái váy hai dây. Cái này chị em mình đi biển đi đồ quá đẹp luôn. Ừ. Lên mã váy hai dây hàng Quảng Châu nhé. Cái này em sale nó luôn cho chị em mình luôn 59k luôn. 59k lên mã này là mã váy dây luôn dùng nguyên nhé. 59k hàng Quảng Châu luôn. Con này chị em 60 và chị nào bầu ví không trong vô tư. Mang đi chơi, mang nhà, mang ngủ gì cũng được hết. Với cái giá này quá rẻ luôn. Nha, lên mã set dây. Váy dây là ok. Đấy. Cọc này là cọc gì em lên nó cọc này nè. Hai dây kìa ba. Hai dây 59k. Hai dây cho chị em mình mang chơi cũng được, khoác cái áo nhẹ nhẹ ở sau hoặc là chị em mình mang mang nhà, mang ngủ, mang kiểu gì cũng được hết. Hai dây nhá, lên hai dây luôn dùng là ok. 59k. Đây còn cái chị Mỹ Hồng 59k luôn. Chỗ này con quá là hư với ngang. Này không có thích xíu nào hết. Luôn á, ngày này té lót lại hết. Vừa té lần đã chưa bị đánh lần giờ cứ đòi đòi cái này cái kia. Cái này thái to rồi. Cọc thái to nè, size chị em lấy 65 vô tư. Gấu lon nha. Cái này em sale chị em mình 60k. Phôm to nhá, phôm này chị em mình 62, 65 ký con trang vô tư luôn. Cần ngọc. Nha, mít quần ngố con này quá đẹp. Em lên chị em mình con này 60k. Nha. 60k. Thôi để mẹ tập trung bán hàng xíu nữa rồi nghỉ mình nghỉ sớm này. Đây mã này là mã lon 60 nhé. Chị nào lấy lon 60 lên lon 60 luôn dùng ok. Lon 60 nhé. Đây mã chữ hồng luôn dùng nguyên toàn này phun to hết. 60 nốt con này luôn. Nha, toàn to. Size này chị em 60 vô tư. Nhằm 65 vô tư. Đấy chị nào lấy cái này. Còn lên thái nữa không chị em mà nói. Hay là ngưng mo giờ cuối nay làm biến mo cái góc này ra quá. Thái lên chậm quá giờ. Thôi chụp lại cái đơn này. Chụp lại cái đơn đó đi. Rồi hai cái áo nam size 62 đổ về. Chụp lại cái miếng đó ra. Hai cái áo nam size 62 đổ về.
cái này hàng công ty nhé, cái này em sale chị em mình nguyên cặp luôn, 110 luôn nhé, hai con này hàng công ty nhé, 662 đổ về lên mã 110. Thôi em ngưng cái chị em mình nó UX rồi, ngưng nhá, chị em mình trưa mai nhé, em ngưng nha, hàng trưa mai nhé chị em mình ơi. UX rồi lên nó lâu lắm, chút hàng nó lâu lắm, mất công lại đi lại về. Nha, lên mã này mã 110, còn có một con áo cách 6 này. Xe 55 đổ về. Cái này em sale luôn chị em mình 45k cách 6 và mã cặp này 110. Hàng này em chạy số lượng quá là nhiều luôn này. Đấy, và hàng sale 65k một con. Chứ không phải là lại nha, em sale nhá, em ngưng nhá. Thôi ngưng đi chị em mình ơi. Cắt like hẹn chị em mình chưa mai đi. View ok siêu lên chứ view này không lên nổi. Sáu hai cái đổ về chợ CL.